Chương 18, Mỏ đá G.E.N.T.I.L.L.I. Khi còn đi trong đường phố có đông người qua lại, cụ Vitalis không nói năng gì cả. Được một lát, thầy trò chúng tôi đến một ngõ vắng vẻ, cụ Vitalis bèn ngồi phịch xuống một trụ đá. Mấy lần cụ đưa tay bóc chán, như thế nghĩa là cụ đương lúng túng. Khẳng khái và hào hiệp thì đẹp thật, cụ nói như tự nói với mình, nhưng cũng vì thế mà bây giờ chúng ta phải lang thang trên đường phố Paris không một du dính túi, không một mẩu bánh lót lòng. cháu có đói không? từ lúc ăn miếng bánh ông cho sớm nay mãi đến bây giờ, cháu chưa có chút gì trong bụng. thế thì tối nay cháu có cơ ngủ đói đấy, tội nghiệp quá. mà cũng chưa biết ngủ vào đâu nữa chứ. thế ra trước ông định ngủ nhà lão Garofolia. ông định, cháu thì ngủ lại đó. còn ông, ví thử hắn thuê cháu vài mươi phở răng trong mùa đông này thì trước mắt phần ông cũng đỡ lo nhưng thấy cách hắn đối xử với trẻ con, ông không tự chủ được. Cháu cũng không thích ở lại với hắn, phải không? Ôi chao, ông tốt quá, lòng ông lão cù bất này vẫn chưa nguội lạnh hẳn. Nhưng khốn thay, lão đã tính toán đúng mà lòng lão lại làm sai cả đi. Ta biết đi về đâu bây giờ, đêm đã khuya, cơn rét có dịu đi chút ít so với lúc ban ngày, thì bây giờ trở lại gay gắt, buốt tận xương. Gió thổi từ phương Bắc, đêm nay sẽ rét cắt ra cụ vitalis ngồi khá lâu trên trụ đá còn tôi với con capi thì đứng yên lặng trước mặt cụ cuối cùng cụ đứng lên ta đi đâu tôi hỏi đi gentili để cố gắng tìm một cái mỏ đá trước đây ta đã ngủ lại cháu có mệt không cháu đã được nghỉ ở đằng lão garofoli khổ là ông chưa hề được nghỉ và đã kiệt quệ rồi nhưng mặc nó cũng phải đi chưa biết làm thế nào nào ta đi lên đi các con đó là câu nói khi vui vẻ cụ thường dùng với tôi và mấy con chó. Nhưng tối hôm nay, cụ nói câu ấy một cách buồn rầu. Chúng tôi lại ra đi trên các đường phố Paris. Đêm tối đen, các ngọn đèn khí, 17, bị gió thổi vật vờ không soi tỏ mặt đường. Mỗi bước mỗi trượt trên rãnh nước đóng băng hoặc trên những tảng băng đóng ở vỉa hè. Cụ Vitalis nắm tay tôi, còn con Capi thì chạy theo bên chân cụ. Chốc chốc nó tụt lại sau bới một đống rác để tìm xem có cây xương hay màu bánh nào không vì nó cũng đói cồn gan cồn ruột nhưng rác dưới bị mắc cứng trong băng có lục lọi cũng hoài công thôi thế là nó cụp tay xuống đi theo chúng tôi phố lớn rồi đến phố nhỏ phố nhỏ chán rồi đến phố lớn cứ như thế chúng tôi đi mải miết những người khách qua đường thưa thớt nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên tại áo quần chúng tôi hay tại dáng đi mệt mỏi mà họ chú ý nhỉ chúng tôi gặp cảnh sát thì cảnh sát quay quanh chúng tôi rồi dừng lại đưa mắt theo dõi không nói không rằng người cúi gập xuống cụ vitalis cứ việc đi rét thế mà tay cụ nóng bỏng trong tay tôi hình như cụ run một đôi khi cụ dừng lại tựa vào vai tôi một chút và lúc đó tôi thấy toàn thân cụ run bần bật thường ngày tôi ít dám hỏi han cụ nhưng lần này tôi phá cái lệ ấy và lại tôi thấy hình như cần phải nói với cụ là tôi yêu mến cụ hay ít nhất là tôi muốn giúp cụ được tí gì. Thừa dịp cụ dừng lại, tôi nói, thưa ông, ông ốm thì phải, ông cũng ai như thế, dù không ốm thì cũng là quá mệt, những ngày đường vừa qua thật là quá dài đối với tuổi tác của ông, và cái rét đêm nay thì sức già khó lòng chịu đựng. Ông cần có một cái giường êm ấm, một bữa ăn tối trong phòng kín gió, bên cạnh lò sưởi tốt. Thế nhưng các cái ấy đều là chuyện mộng mị cả. Ta đi lên thôi, các con. Đi lên, chúng tôi đã ra khỏi thành phố hay nói cho đúng là ra khỏi khu vực nhà cửa. Chúng tôi đi, khi thì lọt thỏm giữa hai dãy tường dài, khi thì chơi vơi trong khoảng đồng trống. Chúng tôi đi mãi, không còn khách đi đường, không còn cảnh sát, không còn đèn lồng, đèn khí nữa. Chỉ thỉnh thoảng, đây đó một khung cửa sổ le lói ánh đèn và luôn luôn trên đầu một khoảng trời xanh thẫm điểm vài vì sao thưa. Gió càng thổi mạnh, thổi rát từ phía sau lưng. Tuy vậy, vì tay áo của tôi đứt đường chỉ, nó luồn vào chỗ hở và chạy dọc theo cánh tay, làm cho tôi rét quá. Mặc dù trời tối và đường xá dọc ngang chẳng chịt, cụ Vitalis vẫn đi theo hướng của mình, như một người thông thuộc đường xá. Tôi cứ bước theo cụ, không lo gì lạc đường, chỉ lo không biết bao giờ mình mới tới được chỗ cái mỏ đá kia. Thình lình cụ Vitalis dừng lại, cháu có thấy một lùm cây không? Cụ hỏi, cháu chả thấy gì, cháu không thấy một đống đen xì à? Tôi nhìn ra tứ phía trước khi trả lời, chắc chúng tôi ở giữa đồng bằng, vì tầm mắt tôi mất hút trong bóng đêm mờ mịt, không gặp cây cối, nhà cửa gì chắn lối cả. Quanh chúng tôi là khoảng trống, không một tiếng động, ngoài tiếng gió rít là là mặt đất trong những bụi cây cối không non thấy. Cụ Vitalis nói, chào ôi, ước gì ông có cặp mắt của cháu, ông trông nhòa ra cả, cháu nhìn thử đằng kia xem nào, cụ đưa tay chỉ thẳng ra trước mặt. Rồi không nghe thấy tôi nói gì cả, tôi không dám nói là không trông thấy gì cụ lại đi lên chúng tôi lặng im thêm mấy phút rồi cụ dừng lại lần nữa và hỏi tôi xem có thấy lùm cây không tôi bắt đầu thấy không yên lòng và thoáng thấy lo sợ giọng tôi run run khi tôi trả lời cụ chủ rằng tôi không trông thấy cái gì cả cụ chủ hỏi cháu sợ nên quáng mắt đó cháu cam đoan với ông là cháu không thấy cây cối gì cả không có vết bánh xe lớn không thấy ta lạc đường hay sao nhỉ tôi không đáp vì tôi có biết đường nào lối nào đâu ta hãy đi dăm phút nữa chừng đó nếu vẫn không thấy cây cối gì thì ta quay lại vì hẳn lầm đường khi biết có thể chúng tôi lạc đường thì tôi cảm thấy không còn hơi sức đâu mà đi được nữa cụ vitalis kéo tay tôi thế nào cháu đi không nổi nữa chứ còn ông dễ cháu tưởng ông cõng cháu được sở dĩ ông không khuỵu hai chân này là vì ông biết rằng nếu ông cháu ta ngồi xuống thì sẽ không đứng lên được nữa và chết rét tại đây thôi gắng lên đi nào tôi bước theo cụ đường có vết bánh xe sâu không tuyệt nhiên không có thế thì phải quay lại ngọn gió trước đây thổi sau lưng bây giờ đập vào mặt mạnh quá làm tôi ngạt thở tôi thấy bút như bị bỏng lượt đi chúng tôi đi có chậm lượt về lại càng chậm hơn cụ vitalis bảo khi cháu thấy có những dấu bánh xe thì bảo cho ông biết con đường đúng nó ở bên trái có cột chỉ đường ở chỗ ngã ba chúng tôi chống chọi với gió đi như thế trong 15 phút. Trong cảnh đêm tĩnh mịch, tiếng chân chúng tôi rội vang trên đất rắn. Dù mỗi bước nhích chân mỗi thấy trong người rời rã, thế mà bây giờ chính tôi lại lôi cụ Vitalis đi tới. Tôi gương mắt cố tìm về phía trái, lòng phập phồng lo lắng xiết bao. Bỗng một chấm đỏ lóe lên trong bóng tối. Tôi chỉ tay, nói, có ánh đèn kia, đâu, cụ Vitalis nhìn theo hướng tay tôi. Mặc dù ánh đèn không cách xa lắm, cụ vẫn không trông thấy nhờ đó tôi biết rằng mắt cụ đã mở đi vì thương ngày cụ nhìn rất xa và rất tinh trong đêm tối ánh đèn mà làm gì cụ nói đó là đèn trong trên bàn một người làm việc khuya hay trên giường một kẻ hấp hối chúng ta không thể đến gõ cửa nhà họ ở nông thôn ban đêm ta có thể xin ngủ nhờ được chứ quanh vùng paris thì đừng hòng người ta mở cửa cho chúng ta cứ đi thôi chúng tôi đi mấy phút nữa rồi tôi thấy lờ mờ hình như có một con đường đâm ngang qua đường chúng tôi đi, và ở góc đường có một vật gì đen đen có lẽ là cái cột chỉ đường. Tôi buông tay cụ Vitalis để đi nhanh hơn. Con đường đó đầy những vết bánh xe sâu lõm, cái cột chỉ đường ở đây rồi, và có nhiều vết bánh xe. Cháu đưa tay đây, thoát nạn rồi, ta đi 5 phút nữa là tới mỏ đá. Nhìn kỹ thử, chắc cháu trông thấy lùm cây rồi, thấy có một đám đen. Tôi nói là tôi nhận ra bóng cây hy vọng đem lại sức lực cho người ta, chân bớt nặng, đất dưới chân cũng bớt rắn đi. Tuy cụ Vitalis nói 5 phút nhưng sao mà tôi thấy dài dằng dặc như bất tận. Cụ dừng lại, nói, chúng ta đi con đường đúng này đã hơn 5 phút rồi đấy. Cháu cũng nghĩ thế, những vết bánh xe về đâu, đi thẳng, lối vào mỏ ở bên trái, chúng ta đã đi qua mà không nhìn thấy. Đêm dày thế này, cái đó cũng là thường thôi. Tuy vậy, Giá nhận thấy dấu bánh xe thì ta đã sớm biết ngay là ta vượt qua nơi ta tìm rồi. Cháu nói chắc chắn là dấu bánh xe không hề rẽ về bên tay trái. Thôi được, cứ phải quay trở lại. Một lần nữa, chúng tôi lại quay lui. Cháu có thấy lùm cây không? Có ở bên trái đấy. Còn dấu bánh xe? Không có. Ta mù rồi chăng? Cụ Vitalis vừa nói, vừa đưa tay dụi mắt. Giờ chúng ta cứ nhằm thẳng lùm cây mà đi tới. Cháu đưa tay ông nắm. Có một bức tường cao đó là một đống đá không đúng là một bức tường ông ạ à. điều tôi nói rất dễ thẩm tra bởi vì chúng tôi đứng cách bức tường có mấy bước cụ vitalis bước tới và như không tin ở đôi mắt cụ áp hai bàn tay lên cái vật trở ngại mà tôi gọi là bức tường còn cụ gọi là đống đá ấy cụ nói bức tường thật đá xếp đều đặn và sờ thấy có vôi hồ thế cổng đi vào ở đâu cháu cố tìm cho ra dấu bánh xe tôi cúi sát đất men theo tường đi cho đến cuối mà chẳng thấy vết xe nhỏ nào cả. Tôi trở về chỗ cụ Vitalis đứng rồi đi ngược đầu kia. Kết quả cũng thế, đâu cũng là tường, trên tường không có một khoảng trống, dưới đất không một con đường, một rãnh đất hay một dấu vết gì chứng tỏ là có lối đi vào. Cháu chỉ thấy những tuyết là tuyết, tình cảnh của chúng tôi bây giờ thật là khủng khiếp, chắc là cụ chủ tôi đã lầm đường và cái mỏ đá cụ tìm không phải ở chỗ này khi tôi nói tôi không tìm ra vết bánh xe thì cụ vitalis lặng người đi không nói gì cả rồi đặt tay lên tường một lần nữa cụ sờ xuất từ đầu này đến đâu kia con capi không hiểu gì rủa lên một cách nôn nóng tôi lần bước theo sau cụ vitalis tôi nói có phải tìm xa hơn nữa không không mỏ đã biết rồi biết rồi người ta đã biết lối không thể đi vào được nữa thế thì làm thế nào bây giờ làm thế nào ừ làm thế nào ông cũng chẳng biết nữa. Đành chết ở đây, chào ôi, ông ơi, ừ, cháu không đành chết, cháu còn bé quá, cháu ham sống, thế thì chúng ta hãy đi lên, cháu đi được không, còn ông, khi ông không đi được nữa, ông sẽ quỷ như một con ngựa già. Đi đâu, trở về Paris, gặp cảnh sát, chúng ta sẽ nói họ dắt chúng ta đến sở cầm. Ông muốn tránh cái việc ấy, nhưng đâu nữa để cháu chết rét. Đi lên đi, bé Remy đi lên đi con hãy can đảm lên thế là chúng tôi ngược trở lại những đoạn đường chúng tôi vừa đi qua mấy giờ đêm rồi tôi chả đoán được chúng tôi đi đã lâu lâu lắm mà lại đi chậm nửa đêm rồi chăng hay là một giờ sáng trời vẫn một màu xanh sẫm không chăng chỉ vài ông sao lưa thưa và có vẻ như bé hơn ngày thường gió đã không lặng con thổi mạnh gấp bội gió cuốn bụi tuyết lên hai bên mép đường và quất vào mắt chúng tôi qua nhà nào cũng thấy tối mò và kín mít tôi nghĩ lan man rằng những người nằm ngủ ấm áp giữa chăn nệm ở trong kia nếu biết chúng tôi rét lạnh đến như thế này họ sẽ đứng dậy mở cửa cho vào đi nhanh thì cũng đỡ rét nhưng cụ vitalis vừa đi vừa thở dốc chân bước rất khó khăn cụ thở phì phò như vừa mới chạy xong tôi hỏi cụ thì cụ không đáp cụ lấy tay chậm chạp ra hiệu cho tôi biết là cụ không nói được từ thôn quê chúng tôi đã trở vào thành phố nghĩa là chúng tôi đi giữa những bức tường trên đấy, thỉnh thoảng có một ngọn đèn lồng đu đưa, tiếng dây sắt kêu loàng xoàng. Cụ Vitalis dừng lại, tôi biết là cụ đã đuối sức. Tôi nói, để cháu gõ của một nhà nào đấy, thử xem ông nhé. Không nên, người ta không mở cửa đâu. Những người trồng hoa, trồng rau củ ở đây ban đêm người ta không thức dậy đâu. Cứ đi nữa thôi, nhưng cụ có nghị lực hơn có sức lực. Đi được mấy bước, cụ dừng lại nữa. Cụ nói, ông phải nghỉ một tí. Ông kiệt sức rồi, quảng ấy có một hàng dầu, có cổng mở, một đống phân bón to vun thẳng lên, cao hơn hàng dầu. Người ta thường thấy những đống phân như thế trong mấy vườn trồng rau. Gió thổi qua đống phân làm khô lớp rơm phủ mặt và vung vãi xuống đường khá nhiều, thành một lớp dày ở ngay dưới chân dầu. Cụ Vitalis nói để ông ngồi xuống chỗ này, ông có nói hễ ta ngồi xuống thì ta sẽ rét cóng đi và không bao giờ đứng dậy được nữa cơ mà. Không trả lời, cụ ra hiệu bảo tôi dồn đống rơm vào sát cửa và cụ để rơi người xuống cái ổ rơm ấy chứ không phải là ngồi xuống rằng cụ đánh vào nhau cầm cập toàn thân cụ run lẩy bẩy cụ nói mang thêm rơm lại đây đống phân sẽ che gió cho chúng ta che gió thì đúng nhưng đống phân không che được rét tôi cố hết sức thu nhặt rơm dồn lại cho cụ vitalis xong tôi đến ngồi bên cạnh cụ cụ bảo cháu dịch sát vào người ông đi và ôm lấy con Capi vào lòng. Nó sẽ san cho cháu một ít hơi ấm. Cụ Vitalis là người từng trải. Cụ biết rằng trong hoàn cảnh chúng tôi lúc bấy giờ, cái rét có thể làm chết người như chơi. Cái việc cụ làm như vậy chứng tỏ là cụ đã hoàn toàn kiệt sức. Đúng là cụ đã kiệt sức. 15 hôm nay, ngày nào cụ cũng gắng gổ quá sức mình. Cho nên khi cái mệt nhọc hôm nay trồng lên bao nhiêu sự nhọc nhằn mấy hôm trước thì sức cụ đã quỷ, không gượng được nữa đã giả yếu lại gắng sức quá còn thêm đói khát thiếu thốn đủ điều cụ đã kiệt quệ cụ tự lượng biết sức mình chăng điều đó không bao giờ tôi biết được chỉ thấy khi tôi cuốn rơm vào người và dịch sát bên cụ thì cụ cúi xuống mặt tôi và hôn tôi đó là lần thứ hai cụ hôn tôi và cũng là lần cuối cùng rét ít thì thường làm cho người bị rét khi vào giường cứ run và không ngủ được rét nhiều và kéo dài thì lại làm cho người bị rét ở giữa trời mê man tê liệt đó là trường hợp của chúng tôi. Tôi vừa nép vào người cụ Vitalis thì mắt díu lại, cơ thể dã rời. Cố mở mắt không được, tôi tự cấu vào tay tôi rất mạnh. Nhưng da thịt tôi cũng tê dại cả rồi, cho nên cấu hết sức mới thấy hơi đau một tí. Tuy vậy tôi cũng hơi tỉnh lại một chút và nhìn nhận tình hình được phần nào. Cụ Vitalis tựa lưng vào cổng ngồi thở hồn hến, thở rất mệt nhọc, hơi thở ngắn và rồn rập. Còn Capi thì ngồi lên đùi tôi vùi đầu trong ngực tôi mà ngủ trên đầu chúng tôi gió vẫn thổi làm rơi rơm lên người thầy trò chúng tôi như những chiếc lá khô lìa cành ngoài đường không có một bóng người gần xa chung quanh chúng tôi cảnh vật trầm mặc và vắng lặng như ở cõi chết cảnh vắng lặng ấy khiến cho tôi đâm sợ sợ gì tôi không biết một nỗi sợ hãi mơ hồ lẫn với một nỗi buồn vô hạn làm cho nước mắt tôi chảy ràn rùa tôi cảm thấy hình như tôi sắp chết tại chỗ này nghĩ đến sự chết chóc tôi lại nhớ làng chavanon má barberin tội nghiệp má ơi con chết mà không thấy mặt má không được nhìn lại ngôi nhà mẹ con mình mảnh vườn nhỏ của con trí tưởng tượng của tôi mới ngông cuồng làm sao mới nghĩ như thế tôi đã thấy mình trở về đứng trong khoảng vườn mặt trời sáng rực tươi vui ấm áp cây trường thọ nở những nụ hoa vàng chim sáo hót trong bụi trên hàng rào gai má Barberin đang phơi những quần áo vừa giặt ở con suối dốc rách trên sỏi. Bỗng nhiên, trí của tôi lại rời bỏ Chavanon để đến thuyền thiên Nga. Arthur ngủ trên giường, bà Milligan còn đang thao thức, nghe tiếng gió gào, bà tự hỏi không biết trong cơn rét mướt thế này, thằng Remy phiêu giạt nơi đâu. Rồi mắt tôi lại díu lại, tim tôi liệt dần, tôi cảm thấy mình đương ngất đi. Chương 19, LISE khi tôi thức dậy thì thấy mình nằm trên giường và một ngọn lửa lớn làm sáng cả gian phòng. Tôi nhìn quanh bốn phía, tôi chưa hề đến cái phòng này. Tôi cũng không quen ai trong đám người vây quanh tôi, một người đàn ông mặc áo xám đi guốc màu vàng và ba bốn trẻ em, trong đó có một em gái năm, sáu tuổi. Em bé chố mắt nhìn tôi, mắt nó lạ lắm, mắt nó biết nói, tôi nhỏm dậy, mọi người vồn vã súng quanh tôi, tôi hỏi, cụ Vitalis, một thiếu nữ chừng như là chị cả của mấy đứa em bé ấy nói. Nó hỏi bố nó, không phải bố, đó là chủ tôi. Cụ ấy đâu rồi? Capi đều, giá như cụ Vitalis là cha tôi thì chắc họ sẽ rẻ rặt hơn khi báo tin về cụ. Nhưng cụ chỉ là ông chủ, cho nên người ta cho rằng có thế nào cứ nói thế ấy cho tôi nghe. Và họ cho tôi biết sự thể như sau, cái cổng mà chúng tôi nấp là nhà một người trồng hoa. Vào khoảng 2 giờ đêm, Người trồng hoa mở cửa để đi chợ thì thấy chúng tôi nằm dưới dương. Ban đầu người ta bảo chúng tôi đứng dậy để lấy lối cho xe ra. Khi thấy cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích mà chỉ có con capi sủa vang để bảo vệ chúng tôi thì người ta nắm cánh tay chúng tôi mà lắc. Chúng tôi cũng không động đậy tí nào, thế là người ta mang đèn đến, xem xét xong người ta biết rằng cụ Vitalis đã chết, chết rét còn tôi thì không hơn gì cụ mấy tí. Tuy nhiên nhờ có con Capi nằm trên ngực cho nên tim tôi còn nóng và tim tôi còn thở thoi thóp. Tức khắc họ mang tôi vào nhà, đánh thức chú bé ngủ trên giường này dậy và đặt tôi nằm vào đó. Tôi nằm 6 tiếng đồng hồ liền, y như người chết. Rồi huyết mạch lại tuần hoàn, sự hô hấp dần dần bình phục và vừa rồi tôi đã hồi tình. Mặc dù thể xác và tinh thần dã rời, tê liệt, tôi cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu biết tầm quan trọng của câu chuyện người ta kể cụ vitalis chết rồi người kể câu chuyện ấy là người đàn ông mặc áo sáng tức là người chủ vườn khi ông kể thì cái em bé gái có đôi mắt như ngạc nhiên ấy không ngớt nhìn tôi khi nghe bố nói cụ vitalis chết thì nhờ khiếu trực cảm nhạy bén nên có lẽ em hiểu em cảm thấy cái tin ấy sẽ làm cho tôi xúc động em vội vã bước lại gần bố để một tay lên bố một tay chỉ tôi em phát ra một thứ tiếng lạ lùng không phải là lời nói mà một cái gì giống như một tiếng thở dài âu yếm và xót thương cử chỉ của em bé ý nghĩa của nó rất rõ ràng không cần phải có lời nói kèm theo mới hiểu tôi cảm thấy trong cử chỉ ấy và trong cái nhìn của em có một sự thông cảm tự nhiên từ khi chia tay với arthur lần này là lần đầu lòng tôi tràn ngập chiêu mến và tin yêu ngày trước mỗi khi má barberin nhìn tôi trước khi ôm tôi vào lòng tôi cũng có cảm giác y như thế cụ vitalis chết rồi cụ bỏ mặc tôi lạc loài nhưng nhờ có cảm tình của em bé tôi cảm thấy tôi không đến nỗi cô đơn dường như cụ vẫn ở bên cạnh tôi vậy ông bố cúi xuống mặt con nói phải đấy bé lai của bố ạ à? nói ra thì em ấy buồn nhưng cũng phải nói thật cho nó biết chứ chúng ta không nói thì ở sở cảnh sát họ cũng nói ông nói thế rồi tiếp tục kể cho tôi nghe người ta đi báo với cảnh sát thế nào cảnh sát mang cụ vitalis đi thế nào trong khi gia đình ông đem đặt tôi vào giường của anh Alexi là con trai lớn nhất của ông. Khi ông dứt lời thì tôi hỏi, còn Capi, Capi, vâng, con chó Capi, bác không biết, nó biến đâu mất, nó chạy theo cái cáng mang cụ già đi, một đứa trẻ nói. Con trông thấy nó, hả Benjamin, đúng thế, nó cúi gằm đầu, đi theo sát gót những người khanh, chốc chốc lại nhảy lên cáng mỗi khi người ta đuổi nó xuống thì nó kêu những tiếng thảm thiết nghe như những tiếng gào nghẹn trong cổ thương hại thay con capi nó đã bao lần đưa đám con zebino, đưa đám để mà cười thôi và như một diễn viên lành nghề nó lấy điệu bộ của một người khóc lóc chốc chốc lại buông một tiếng thở dài não nuột làm cho những đứa trẻ giàu dĩ nhất cũng phải ôm bụng mà cười thế mà lần này bấy giờ ông chủ vườn và mấy người con ông đã đi ra hết tôi đứng lên cũng không biết để làm gì nữa. Cây đàn của tôi đặt tựa chân giường. Tôi lấy đàn, quàng dây lên vai rồi bước sang phía buồng mà ông chủ vườn và mấy người con ông vừa rút sang. Tất nhiên tôi phải đi thôi, nhưng đi đâu? Tôi không biết đi đâu, chỉ cảm thấy rằng phải đi. Và lại cụ Vitalis dù chết, dù sống, tôi cũng phải gặp lại cụ. Cho nên tôi ra đi, ở trên giường, lúc thức dậy, tôi không thấy khó chịu cho lắm. Tôi chỉ mệt mỏi thôi và thấy đầu nóng dữ lắm nhưng đến lúc đứng lên, tôi lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào một chiếc ghế mới gượng được. Tuy vậy nghỉ một lát lại thấy đỡ, tôi xô cửa và thế là đã đứng trước mặt bố con ông chủ vườn. Họ ngồi quanh bàn, cạnh một lò sưởi cao đượm lửa và họ ăn súp, một thứ súp bắp cải trông ngon quá. Mùi súp sông thẳng vào gan ruột một cách đột ngột nhắc tôi rằng cả ngày hôm qua tôi không ăn gì giáo. Tôi là người đi, đứng không vững nữa sự đau đớn ấy chắc cũng hiện lên nét mặt. Người chủ vườn lấy làm thương hại hỏi, cháu khó ở hay sao thế? Tôi đáp rằng quả tôi thấy trong người khó chịu và nếu ông chủ vui lòng, thì tôi xin phép ngồi lán lại một lát bên cạnh lò sưởi. Nói vậy chứ tôi có cần lửa ấm nữa đâu, tôi cần cái ăn kia. Lửa ấm không làm cho tôi lại sức mà mùi súp, tiếng thìa chạm trên đĩa, tiếng lưỡi khô khiến tôi yếu lả thêm. Tôi không đủ can đảm để hỏi xin một thìa súp. Cụ Vitaris không tập cho tôi ngửa tay xin bao giờ, và trời cũng không sinh tôi ra kiếp ăn mày. Thả tôi chết vì đói còn hơn là mở miệng nói, tôi đói. Tại sao vậy? Tôi không biết, có lẽ tại tôi chỉ muốn hỏi cái gì tôi có thể trả lại được mà thôi. Cái em bé có đôi mắt lạ lùng, em bé không nói được mà người bố gọi là lai like ấy. Em bé ấy ngồi đối diện với tôi. Em không ăn, em nhìn tôi thao láo, không cúi đầu, quay mặt lúc nào bỗng dưng em đứng lên, bưng đĩa súp đầy của em đặt lên đùi tôi. Không nói được vì là, tôi đưa tay một cách yếu ớt ra hiệu từ chối với em, nhưng ông bố em không để cho tôi kịp từ chối. Ông nói, cứ nhận đi, cháu ạ, à, còn lại nó biếu ai cái gì thì cũng thực lòng thực giả cả. Và nếu cháu không chê thì hết đĩa ấy ta múc đĩa nữa. Lại có chê, tôi muốn đĩa súp trong nháy mắt, lại vẫn đứng trước mặt tôi, nhìn tôi tròng chọc khi tôi để thìa xuống thì em kêu lên một tiếng nhỏ, tiếng kêu lần này không phải là tiếng thở dài nữa mà là tiếng reo vui. rồi em cầm đĩa đưa cho bố để bố em múc súp. khi đầy đĩa thì lai bưng lại cho tôi với một nụ cười. nụ cười của em dịu dàng quá, ngụ ý khuyến khích quá đến nỗi đường đói như thế mà tôi cảm động lạc người đi một lát, quên đỡ lấy đĩa súp. cũng như lần trước, đĩa súp cạn nhanh như chớp. mấy đứa bé vẫn theo dõi tôi bây giờ không mỉm cười nữa chúng cười thực sự, cười tuét miệng, người làm vườn bột miệng, ái chà, cháu ạ, cháu là một cây súp, tôi xấu hổ quá, nóng bừng cả mặt lên, nhưng rồi tôi nghĩ thà rằng nói hết sự thực còn hơn là để cho người ta cho mình là đứa phàm ăn. Tôi bèn nói hôm qua không ăn tối, còn chưa, cũng không ăn chưa, thế ông chủ cháu thế nào, cũng nhịn như cháu, thế thì cụ ấy vừa chết rét vừa chết đói, mấy đĩa súp làm cho tôi hồi sức, tôi vùng đứng dậy để cáo từ ông chủ vườn hỏi cháu định đi đâu tìm cụ vitalis để nhìn mặt cụ lần nữa nhưng cháu không biết hiện giờ cụ ấy ở đâu kia mà vâng đúng thế cháu có bạn bè gì ở paris không không người đồng hương đồng quận cũng không cháu trọ ở đâu không có chỗ trọ thầy trò cháu mới đến paris hôm qua cháu định làm gì đánh đàn ca hát để sinh sống ở đâu ở paris tốt hơn hết là cháu trở về xứ sở với cha mẹ cháu cha mẹ cháu ở đâu cháu không có cha mẹ cháu có nói ông cụ dâu bạc ấy không phải là cha cháu vâng cháu không có cha nhưng cụ vitalis không khác gì là cha cháu thế còn mẹ cháu cháu không có mẹ cháu phải có một ông chú ông cậu bà cô bà gì một người anh em chị em họ hàng thân thích gì chứ không không ai cả thế cháu từ đâu đến ông chồng bà mẹ nuôi cháu đã bán cháu cho cụ chủ cháu bác tốt với cháu quá cháu hết sức cảm ơn bác. Nếu bác cho phép thì chủ nhật tới cháu sẽ trở lại đây đánh đàn cho bác và mấy anh mấy chị nhảy, nếu bác cũng thích giải trí. Tôi vừa nói vừa đi lại phía cửa, nhưng vừa đi được mấy bước thì lai đi theo, nắm tay tôi lại, chỉ cây đàn và cười nụ. Rõ ràng lắm rồi, không thể nhầm được, cô muốn tôi đánh đàn cho nghe, lai gật đầu và vỗ tay vui vẻ. Ông bố nói, ừ, ừ được đấy, cháu đánh một bài cho em nó nghe đi. Tôi đặt cây đàn xuống và dù không còn bụng dạ nào để đàn định nhảy múa, tôi cũng đánh một điệu van, điệu sở trường, điệu mà mấy ngón tay tôi đánh thành thạo nhất. Chào ôi, tôi muốn đánh làm sao thật hay, hay như cụ Vitalis để làm đẹp lòng cô bé mà đôi mắt đã khiến cho tôi cảm kích một cách êm đềm. Lúc đầu Lai vừa nghe vừa nhìn tôi chằm chằm, rồi em lấy chân đánh nhịp, lát sau, bị âm nhạc lôi cuốn, em xoay tròn trong nhà bếp, trong khi cô chị cả và hai anh ngồi xem em không khiêu vũ đành thế em không bước được những bước đúng đầu của điệu nhảy nhưng em quay vòng rất huyền truyền gương mặt hớn hở tươi cười ngồi bên lò sưởi ông bố cứ nhìn theo con ông có vẻ cảm động và ông vỗ tay không ngớt khúc nhạc chấm dứt tôi vừa ngừng tay đàn thì lai đến đứng trước mặt tôi một cách rất đáng yêu và nghiêm đầu chào tôi bằng một kiểu chào rất đẹp rồi tức thời em gõ gõ vào cây đàn ra hiệu cho tôi đàn nữa tôi có thể đánh đàn suốt ngày vì em mà vẫn thích. Nhưng ông bố bảo bấy nhiêu là vừa, bởi vì ông không muốn cho cô bé quay nhiều quá, mệt người. Bởi thế, tôi không đánh vũ khúc nữa, tôi hát bài hát vùng Naples mà cụ Vitalis đã bày cho tôi. Cửa sổ thấp mà chủ lầu khắc nghiệt, khiến bao phen tôi héo hát thẫn thờ, trái tim tôi nóng bừng trăm nến khắp mà lạnh lùng, người đẹp vẫn thở ơ, bài hát ấy đối với tôi cũng như bài, mấy trang sĩ quê tôi, trong vở ca kịch. Robert thằng Quỷ, đối với danh ca Nurit hay bài, theo ta, trong vở ca kịch Guillaume Tell, đối với danh ca Dupres. Nghĩa là bài tủ, bài mà khi hát lên, tôi được hoan nghênh hơn hết. Điệu nhạc nó êm ái và u hoài, phảng phất một cái gì âu yếm làm sao xuyến lòng người. Tôi vừa dạo vài tiếng đã thấy Lai đến đứng trước mặt, mắt dán vào mắt tôi, môi mấp máy như muốn thầm lặp lại những câu tôi hát. Khi điệu hát trở nên buồn, em lùi mấy bước, Đến đoạn cuối cùng thì em úp mặt vào đầu gối bố, khóc tấm tức. Ông bố bảo, thôi, thôi, một người anh của em, anh Benjamin, nói, con bé ngốc lạ, nó vừa nhảy múa xong lại khóc ngay, chưa ngốc băng mày, còn Lai nó hiểu đấy, cô chỉ nói thế và cúi xuống hôn Lai. Trong khi Lai ôm gối bố khóc thì tôi mang cây đàn lên vai và tiến lại phía cửa. Cháu đi đâu bây giờ? Ông bố hỏi, cháu đã thưa với bác rồi cháu sẽ cố tìm cách nhìn mặt cụ Vitalis lần chót, rồi sau đó, làm những cái cụ đã dạy cho cháu là đánh đàn và hát. Cháu quý cái nghề đàn hát rong của cháu lắm nhỉ, cháu không có nghề khác, cháu không ngại kiếp sống đường sống chợ à, cháu không có nhà cửa. Cái đêm vừa qua không làm cho cháu suy nghĩ hay sao? Có chứ, tất nhiên là cháu thích một chiếc giường êm, một bếp lửa ấm hơn. Cháu muốn có những thứ ấy không? Giường êm, lửa ấm và dĩ nhiên là lao động nữa nếu cháu bằng lòng ở lại thì cháu cùng làm việc và cháu cùng ăn ở với bố con bác cháu hiểu không cháu có hiểu là điều bác hứa với cháu thì không phải là cảnh giàu sang cũng không phải là chuyện ăn không ngồi rồi cháu mà nhận lời thì cháu cũng phải chia phần lao lực phải chịu thương chịu khó phải dậy sớm cuốc đất cả ngày lấy mồ hôi đổi lấy miếng bánh nhưng mà cuộc sống của cháu thì đảm bảo cháu khỏi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như đêm hôm qua cũng không lo cái nạn chết đường chết xã tôi đến đã có sẵn giường sẵn nệm chờ cháu trong phòng và khi ngồi ăn đĩa súp cháu sẽ có cái thú hưởng cái của tự mình làm ra điều đó sẽ làm cho cháu thấy đĩa súp ngon hơn bác cam đoan là thế sau hết nếu cháu là một chú bé ngoan và bác đã bắt đầu cảm thấy như thế thì gia đình này sẽ là gia đình của cháu lai quay lại và mỉm cười với tôi qua làn nước mắt cái việc ông chủ vườn đề nghị thật là bất ngờ quá Tôi không hiểu hết những lời nói của ông nên đứng tần ngần một lúc. Bấy giờ lai rời bố, đi lại gần tôi, nắm tay tôi dắt ra trước một bức tranh treo trên tường. Tranh vẽ hình ông Thánh Jin mang tấm da cừu, em ra hiệu cho bố và các anh nhìn lên tranh, đồng thời em đặt bàn tay lên người tôi, vuốt vuốt tấm da cừu. Rồi em chỉ tay lên tóc tôi, mái tóc tôi, như tóc Thánh Jin, cũng dễ làm hai từ chán. Tôi biết em thấy tôi giống Thánh Jin không hiểu sao điều ấy khiến tôi lâng lâng cảm động, đúng rồi, ông bố nói, đúng là chú ấy giống thánh Zin. Lai vỗ tay cười, ông chủ vườn trở lại với đề nghị của ông, này cháu, thế cái chuyện ấy cháu xem có được không nào? Có gia đình, ta cũng sẽ có gia đình ư, ôi, đã bao nhiêu lần cái mơ ước ta thường ấp ủ ấy tan vỡ. Ta đã lần lượt mất má Barberin, rồi bà Milligan, rồi cụ Vitalis, thế này thì ta sẽ khỏi hiu quạnh cô đơn tình cảnh của tôi lúc bấy giờ thật là bi đát. Cái người mấy năm nay ở luôn bên cạnh tôi, người ấy vừa qua đời. Cùng lúc ấy tôi lại mất một người bạn đồng hành, người bạn đồng phòng, người bạn thân, người bạn tốt capi mà tôi yêu mến và nó cũng yêu mến tôi không kể xiết. Tuy nhiên khi ông chủ vườn ngỏ ý muốn tôi ở lại thì tôi cũng thấy tin tưởng. Như thế này thì đi đâu phải đã lâm vào cảnh trời cùng đất tận. Tôi còn có thể sống lại với đời điều làm cho tôi cảm động hơn cả việc được đảm bảo cây ăn hàng ngày, là cái không khí hòa thuận êm đềm trước mắt và cái cảnh gia đình ấm cúng mà người ta hứa hẹn với tôi. Những anh con trai này sẽ là anh em tôi, cái cô bé lai xinh xắn này sẽ là em gái tôi. Trong những giấc mộng vàng của tuổi thơ, tôi thường mừng tượng gặp mẹ, gặp cha, chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến anh trai, em gái. Thế mà nay lại có, không phải là ruột già máu ngủ nhưng gần gũi thân thích với nhau lâu ngày rồi cũng trở thành anh em. Muốn thế chỉ cần thương yêu họ, điều đó tôi rất sẵn sàng, và làm cho họ thương yêu mình, cái đó chắc cũng không khó vì trông họ đều tốt bụng cả. Tôi nhanh nhẹn cởi dây đàn treo trên vai xuống, ông bố cười, bảo đó là một cách trả lời và trả lời tốt, người ta hiểu rằng cách giải quyết như thế là vừa ý cháu. Cháu hãy mắc dây đàn trên cái đanh kia chừng nào cháu thấy không thích ở đây nữa thì cháu sẽ lấy nó xuống mà bay nhảy. Có điều là cháu sẽ bắt trước con chim oanh, con chim én, chọn thời tiết mà lên đường. Cháu chỉ đi một lần thôi, tôi nói, đi viếng cụ Vitalis. Cái đó đúng quá, ông chủ vườn nhân hậu đáp, cái nhà này thuộc khu Glacier, và ông chủ nhà tên là Erwin. Gia đình gồm có 5 người, người bố mà người ta gọi là bác Pierre, hai trai là Alexis, Benjamin, hai gái là Echinet, chị cả, và Lai, em út. Lai câm, nhưng không phải câm từ lúc sơ sinh, nghĩa là bệnh câm của em không phải là hậu quả của bệnh điếc. Em đã biết nói trong hai năm, cho đến khi sắp được ba tuổi tròn mới hóa câm do hậu quả của mấy cơn kinh giật. Cái tai nạn ấy may sao không ảnh hưởng tới trí thông minh của em, trái lại trí thông minh ở em đã phát triển nhanh sớm một cách phi thường. Không những em hiểu hết mà em còn thổ lộ, còn diễn đạt được hết trong những gia đình nghèo và ở cả những gia đình không nghèo, lắm khi những đứa con có tật nguyền lại bị bỏ bê, hoặc bị hắt hùi. Nhưng tình trạng ấy không xảy ra đối với Lai, vì ngộ nghĩnh, linh hoạt, vì tính tình đầm thắm dịu dàng, vì tấm lòng tốt của em luôn luôn bộc lộ, em đã thoát khỏi số phận hầm hiu ấy. Hai anh trai của em thì rất độ lượng đối với em chứ không làm tình làm tội em về cái khoản tật nguyền đó, bố em chỉ nhìn thấy có em chị cả Echinet thì quý trụ em ngày xưa người con đầu lòng có quyền lợi lớn trong gia đình quý tộc ngày nay trong gia đình thợ thuyền làm con gái đầu lòng là thừa kế một trách nhiệm nặng nề sau khi sinh lai được một năm bà ơ quyên chết và từ ngày ấy Echinet đã đóng vai bà mẹ trong gia đình mặc dù chị chỉ hơn các em kế có hai tuổi đáng lẽ là đi học thì chị phải ở nhà nấu ăn khâu vá quần áo cho cha cho em và bồng bế bé, bé Lai. Mãi thế rồi mọi người cũng quên phát chị là con gái, là chị mà quen coi chị là một người giúp việc. Mà đối với người giúp việc thì người ta chẳng cần câu nề. Người ta biết rằng chỉ có bỏ mà đi đâu, mà cũng chẳng giận hơn gì. Ê chiên nép bé bé Lai, dắt Benjamin làm việc quần quật suốt ngày, dậy lúc trời chưa sáng để nấu súp cho bố ăn đi chợ kịp buổi, thức đến đêm khuya để dọn dẹp cắt đặt mọi thứ sau bữa tối đem quần áo các em giặt ở máng nước. Mùa hè, được phút nào hở tay thì chị lo tưới rau. Mùa đông đương đêm chị thường thức dậy mang tranh dạ ra che đậy cho cây khi đột nhiên có băng giá. Mãi làm những công việc ấy, Etienne không có thì giờ vui đùa nô giỡn, sống tuổi trẻ thơ. Mới 14 tuổi, mặt mày chị đã mang vẻ đăm chiêu như người 35, chỉ có khác là có ánh một vẻ dịu hiền nhẫn nại. Tôi treo cây đàn lên chiếc đanh rồi kể cho cả nhà nghe chúng tôi đi Gentilly như thế nào. Chưa được giăm phút thì tôi nghe ở phía ngoài cửa mở ra vườn có tiếng cào cào và tiếp sau có một tiếng sủa rên gì. Tôi đứng phát dậy nói, con capi rồi, nhưng em lai đã nhanh chân hơn tôi, chạy ra mở cửa. Con chó đáng thương nhảy vào người tôi, tôi bế nó lên tay thì nó liếm mặt mày tôi và reo mừng ăng ẳng. Toàn thân nó run lên, tôi hỏi ông Erwin, còn capi thì thế nào? Ông hiểu ý tôi, đáp con Capi ư, thì nó cứ ở lại đây với cháu, hình như con chó cũng hiểu. Nó nhảy xuống đất, đưa chân phải lên ngực chào mọi người. Bọn trẻ thích chí cười vang nhất là Lai, like. để mua vui cho các anh các chị ấy, tôi định bắt Capi diễn một tiết mục. Nhưng nó không chịu, nó nhảy trở lên gối tôi và lại mơn trớn tôi, rồi thì nó nhảy xuống cắn tay áo tôi mà lôi. Tôi nói, nó làm thế là đúng đấy, nó muốn cháu đi. Để theo nó đến với cụ chủ cháu, phải rồi, những người cảnh sát mang cụ Vitalis đi có nói rằng họ cần hỏi cung tôi. Một khi tôi đã được sưởi ấm và hồi tỉnh lại, họ bảo nội nhật hôm đó, họ sẽ trở lại, nhưng ngồi mà chờ họ thì sốt ruột quá và đã chắc gì. Tôi thấp thỏm mong tin cụ Vitalis, biết đâu cụ không chết như người ta đoán, tôi chả sống đây là gì? Cụ cũng có thể hồi tỉnh lại như tôi ấy chứ thấy tôi băn khoăn và đoán biết lý do vì sao tôi bàn khoăn, ông chủ vườn đưa tôi đến sở cầm. Ở đây người ta hỏi tôi dồn dập nhiều câu hỏi, khi người ta cam đoan với tôi rằng cụ Vitalis chết rồi, tôi mới chịu trả lời. Những điều tôi biết về cụ Vitalis đơn sơ lắm, và cứ biết sao tôi nói vậy. Nhưng ông cầm thì muốn biết nhiều hơn, cho nên ông gạn hỏi tôi rất lâu về cụ Vitalis và về tôi. Về tôi thì tôi trả lời rằng tôi không còn cha mẹ họ hàng gì cả mà cụ Vitalis đã mướn hỏi tôi với người chồng của bà mẹ nuôi tôi. Số tiền mướn cụ đã trả trước. Ông cầm hỏi, thế từ nay thì sao? Nghe câu ấy, ông chủ vườn đỡ lời tôi. Từ nay thì chúng tôi xin nhận đảm đương lấy nó, nếu ông sẵn lòng giao nó cho chúng tôi. Không những ông cầm sẵn lòng giao tôi cho ông chủ vườn, ông còn khen ngợi ông chủ vườn về cử chỉ nhân đạo của ông ấy là khác song phần tôi thì phải trả lời đến những câu hỏi về cụ Vitalis. Việc này không dễ vì tôi có biết gì cho lắm về cụ Vitalis đâu. Tuy vậy cũng có một điều bí ẩn có thể phát giác đó là cái việc cụ Vitalis đã hát thế nào mà bà Thượng Lưu phải kinh ngạc và khâm phục trong đêm biểu diễn cuối cùng của chúng tôi. Còn những lời dọa dẫm của Garofoli nữa, nhưng tôi tự hỏi có nên giấu bật chuyện ấy không? cái điều bình sinh cụ chủ tôi hết sức giữ bí mật thì sau khi cụ chết rồi có nên tiết lộ ra không? Nhưng đứng trước một viên cầm lành nghề, thì một thằng nhóc con như tôi có dễ gì giấu giếm. Họ có một cách gạn hỏi làm sao cho mình hễ muốn tránh chớ thì y như rằng càng chóng mắc vào trong. Đó là trường hợp của tôi. Chưa đầy 5 phút, ông đã bắt tôi khai chọn cái điều tôi muốn giấu mà ông thì ưng biết. Ông bảo một nhân viên của ông, bây giờ thì chỉ cần đưa em này đến nhà gã Garofoli đến phố lossi nó khắc nhận ra nhà thằng cha ấy chừng ấy anh lên gác với nó và anh hỏi gã garofoli viên cảnh sát ông chủ vườn và tôi cả ba cùng ra đi cũng như ông cẩm đã nói tôi tìm ra nhà garofoli khá dễ dàng chúng tôi lên tầng gác thứ tư tôi không gặp mattia có lẽ nó đi bệnh viện thật trông thấy một viên cảnh sát lại nhận ra tôi thằng garofoli tái mặt hẳn là nó lo sợ lắm nhưng khi nó nghe chính miệng người cảnh sát nói lý do vì sao chúng tôi đến thì nó bình tĩnh ngay. Nó nói: "Ồ, thế ra cái ông lão tội nghiệp ấy đã chết rồi. Anh biết ông cụ ấy?" "Biết lắm, thế thì anh hãy nói những điều anh biết, có khó khăn gì? Ông cụ không phải tên là Vitalis, ông cụ tên là Carlo Balzani. nếu trước đây 35-40 năm, năm, ông ở Italy thì chỉ nghe cái tên ấy, ông đủ biết ngay cái người mà ông lo tìm tung tích thế nào." Thở ấy Carlo Balzani là danh ca nổi tiếng nhất trong toàn cõi Italy, và thành tích của ông trên các sân khấu ở nước chúng tôi thật là lừng lẫy. Ông đã đi hát khắp nơi, Naples, Rome, Milan, Venice, Florence, London, Paris. Nhưng đến một lúc nào đó thì ông mất giọng. Không thể là ngôi sao sáng giá nhất giữa các nghệ sĩ được nữa thì ông cũng không muốn vào hát trong những dạp không xứng đáng với mình, để cho danh vọng của mình bị tổn thương bởi thế ông từ bỏ cái tên carlo balzani và lấy tên vitalis ông lẩn tránh tất cả những người xưa kia đã từng biết ông trong thời oanh liệt tuy thế cũng cần phải sinh sống cho nên ông đã làm thử nhiều nghề nhưng không thành công và cứ xuống dốc dần dần cho đến bước phải đi làm một anh siếc chó nhưng trong cảnh cùng khổ ông vẫn kiêu hãnh nếu công chúng mà biết cái người nghệ sĩ carlo balzani lừng lẫy xưa kia bây giờ hóa nên ông cụ vitalis sơ xác thì ông ta có thể chết đi được vì xấu hổ. Nhờ một sự tình cờ mà tôi biết được điều bí mật này. Cái bí mật lâu nay làm cho tôi hết sức băn khoăn, ngày nay đã được giải đáp như thế đấy. Nghệ sĩ Carlo Balzani đáng thương ơi, cụ Vitalis thân yêu và kính mến ơi, giá người ta có bảo xưa kia cụ đã từng làm vua một nước, thì cháu cũng chẳng lấy làm lạ chút nào. chương 20, tôi làm vườn người ta định sáng hôm sau thì chôn cất cụ Vitalis và ông bố lai hứa sẽ dắt tôi đi đưa đám cụ. Nhưng ngày hôm sau, thật ức quá, tôi không dậy được vì trong đêm tối đã lên một cơn sốt nặng. Thoạt đầu tôi dùng mình ớn lạnh trong người, sau đó thấy nóng bừng. Tôi cảm thấy như có lửa nung trong ngực. Tôi nghĩ rằng tôi đã mắc bệnh y như con Jolie sau cái đêm nó ngủ trên cây, dưới mưa tuyết. Thật vậy tôi sưng phổi nặng do bị cảm lạnh trong cái đêm mà cụ chủ đáng thương của tôi bỏ mạng. Chính trận sưng phổi ấy làm cho tôi nhận rõ lòng tử tế của gia đình ông Erwin, nhất là sự tận tâm của Echinet. Mặc dù thường thường những người nghèo không ưa mời thầy thuốc mấy, nhưng vì tôi lên cơn kịch liệt quá, khủng khiếp quá, nên lần này nhà bác Erwin phải phá bỏ lệ cũ. Người thầy thuốc được mời đến không phải mất công khám nghiệm lâu, không cần hỏi triệu chứng chi tiết, cũng nhận ra chứng bệnh tôi ông bảo ngay là phải đưa tôi đi bệnh viện cách đó thì tiện lợi và đỡ phiền phức tuy vậy ông ơ quyên không đồng ý ông nói thằng bé đã đến ngã trước cửa nhà chúng tôi chứ có phải trước cửa nhà thương làm phúc đâu bởi vậy chúng tôi phải giữ nó ở đây để chạy chữa cho nó ông thầy thuốc dùng nhiều lời lẽ ân cần để đánh đổ cách lập luận theo thiết tiền định ấy nhưng những lời lẽ ấy không làm cho ông chủ vườn lung lay ông bảo nhất định phải giữ tôi ở nhà và ông đã giữ tôi ở nhà thế là ngoài công việc thường ngày etienne -et lại nhận thêm cái việc chăm sóc người bệnh chị dịu dàng và chăm sóc có phương pháp luôn luôn kiên nhẫn và chu đáo khi chị phải rời giường tôi để làm việc nhà thì lai thay thế cho chị lắm khi trong lúc sốt tôi trông thấy em ngồi ở cuối giường mở đôi mắt to nhìn tôi lo ngại tinh thần hoảng loạn vì mê sảng tôi tưởng em là thần hộ mệnh của tôi tôi nói với em những ước mơ những ham muốn của tôi như nói với thiên thần cũng từ lúc ấy mà đi tôi quen coi em như một nhân vật thần kỳ dạng ánh hào quang tôi lấy làm ngạc nhiên thấy em sống như chúng tôi ở giữa chúng tôi và tôi chờ cái phút mà em bay bổng lên với đôi cánh trắng to rông bệnh tình của tôi kéo dài và làm cho tôi đau đớn vật vã đêm ngày đôi lúc lại đột ngột trở nặng cứ tình hình ấy dù là cha mẹ đẻ đi nữa cũng phải ngã lòng thế mà chị etienne thì không hề bớt kiên nhẫn bớt tận tâm nhiều đêm người nhà phải thức trông tôi bởi vì ngực tôi nặng đến nỗi lúc nào cũng tưởng sắp bị nghẹt thở. Những lúc ấy, Alexi và Benjamin thay phiên nhau ngồi bên giường. Cuối cùng tôi cũng bước vào giai đoạn bình phục, nhưng vì bệnh kéo dài và hay trở chứng, cho nên phải chờ cho đến khi mùa xuân trở về làm xanh những đồng cỏ khu Glacier, tôi mới dám bước chân ra khỏi nhà. Bấy giờ thì em lai like thay thế cho chị Etienne, vì em không phải làm lùng. Chính em đưa tôi đi dạo trên bờ sông Bièvre khoảng trưa, khi mặt trời ấm nhất thì chúng tôi ra đi. Tay nắm tay, Lai và tôi thông thả đi bước một, còn Capi theo sau. Năm ấy mùa xuân êm đềm và đẹp đẽ lạ, cũng có lẽ sự thật không hoàn toàn như thế, nhưng cái cảm tưởng mà tôi giữ lại về mùa xuân ấy là thế thì có khác gì. Cái khu nằm giữa tòa nhà trắng và đồng lây xe người Paris ít biết đến người ta chỉ biết mơ màng đâu ở chốn ấy có một thung lũng nhỏ mà thôi vì con sông chảy qua thung lũng là sông bievre ở đoạn nó chảy qua khu công nghiệp xanh Marcel chứ không phải trên bộ mặt tự nhiên của nó khi nó chảy qua ghê hay rangis không biết bây giờ thì thế nào chứ thuở ấy thì sông bievre chảy dưới hai hàng liễu và bạch dương rậm rạp ở hai bên bờ những đồng cỏ xanh trải ra thoai thoải cho đến tận chân mấy ngọn đồi nhỏ đằng xa trên ấy nhà cửa chen với vườn tược mùa xuân cỏ tươi lên mùn mùn, và đây đó trên tấm thảm bích ngọc, hoa cúc dại điểm những nụ trắng hình sao. Trên những cành liễu đương trổ lá, trong các cây bạch dương đầy lộc ứ nhựa dẻo, lũ chim sáo, chim bạc má, chim mai hoa bay liệm chập chờn Tiếng hát liếu lo của chim chóc chứng tỏ rằng đây còn ở thôn quê chứ chưa vào thành thị. Đấy, mình nhìn thấy cái thùng lụng ấy như thế đây, và hình ảnh ấy mãi mãi về sau trong ký ức tôi vẫn còn tươi mới như thuở ban đầu nếu tôi là họa sĩ tôi sẽ vẽ cho các bạn xem rằng bạch dương không sót một cây nào cùng với những cây liễu to có những cây phúc bồn tử gai góc dễ bám vào thân liễu cỗi lá vườn xanh rờn trên đầu ngọn liễu tôi sẽ vẽ những bờ nghiêng của mấy công sự trên ấy chúng tôi co một chân và trượt một cách say xưa. tôi sẽ vẽ cái đồi chim rẽ với chiếc cối say gió cái sân xanh tơ len với các chị thợ giặt những sườn thuộc đã làm hôi bẩn nước sông và cái trại tá điền xanh tơ những người điên dại đáng thương trồng trọt ở trại này thường đi qua một bên chúng tôi với nụ cười ngớ ngẩn đôi tay buông xuôi mặt mày nhăn nhó đầu lưỡi thỏ ra ngoài cái miệng để hở trong những cuộc đi chơi ấy lai không nói năng gì dĩ nhiên cái lạ là đến tôi cũng đâm ra không nói gì nốt vì chúng tôi không cần nói nên lời chỉ đọc trong mắt nhau thôi cũng đủ hiểu nhau lâu dần thành quen sức khỏe của tôi dần dần hồi phục và đã đến lúc tôi làm vườn được bấy nay tôi sốt ruột trông cho mau đến cái ngày đó bởi vì tôi muốn mau chóng được làm bù lại cho người ta những cái người ta đã làm cho mình tôi muốn làm việc cho họ cố gắng làm được chừng nào hay chừng ấy để đền đáp những cái họ đã cho tôi từ trước tới nay tôi chưa lao động bao giờ đi những đoạn đường dài cũng thật là mệt nhọc đấy nhưng đó không phải là một thứ công việc liên tục đòi hỏi người ta phải bền bỉ và chăm chỉ tuy thế tôi vẫn tin rằng tôi sẽ lao động giỏi hay ít nhất cũng dũng cảm lao động như những người chung quanh tôi. Tiết này là tiết hoa yên chi bắt đầu được bày bán ở các chợ trong thành phố Paris. Bác ước quyên tiết này cũng trồng yên chi đầy vườn, thứ thì hoa đỏ, thứ hoa trắng, thứ hoa tím. Mỗi loại cùng nhau trồng thành từng khoảng cách dưới lồng kính, thành thử có những luống trắng lốp bên cạnh những luống đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Buổi chiều, khi chưa đậy lồng kính thì không khí ngăn ngát mùi hoa người ta đã liệu cắt cho tôi một công việc vừa với sức yếu của tôi. Đó là việc rời những tấm cửa kính lên, buổi sớm khi sương giá đã tan, đậy lại buổi chiều khi sương giá sắp xuống, và khi nắng lên thì lấy rơm dài lên mặt kính để che cho yên chi khỏi bị nắng hôn. Cái công việc ấy không khó, cũng không nhọc lắm, duy mất nhiều thời giờ vì có những mấy trăm tấm cửa phải đóng mở hàng ngày và phải coi chừng luôn để che cho mát hay dỡ cho quang tùy lúc nắng gắt hay dịu trong khi tôi làm những việc ấy thì Lai ở bên cái guồng múc nước tưới. Con ngựa già cô cót mang mặt nạ ra che mắt đi vòng quanh mãi cũng có lúc đâm chán, nên bước chậm lại, mỗi lần như thế thì Lai vút cây roi ra dê dục nó. Một trong hai anh của Lai nghiêng gào chốt nước, những gào nước do guồng máy kéo lên, còn anh kia thì giúp bố. Như vậy mỗi người đều có một phần việc và không ai để uổng phí thì giờ. Tôi đã thấy người nông dân ở làng tôi làm việc, nhưng tôi chưa hề tưởng tượng những người làm vườn vùng lân cận Paris dũng cảm và cần mẫn như thế nào. Họ thức dậy trước khi mặt trời mọc, đi ngủ sau khi mặt trời lặn rất lâu, cả một ngày dài đằng đẵng như thế. Họ luôn luôn làm việc không tiếc sức, còn làm được chừng nào thì cứ làm. Tôi cũng từng thấy người ta trồng trọt từ lâu rồi, nhưng rồi tôi chưa hề lường được sản lượng của đất đai khi người ta làm việc không ngừng tay, không để cho đất nghỉ ở với bác ơ quyên tôi học tập được những điều ấy người ta không bắt tôi phải mãi mãi chăm lo các lồng kính càng ngày tôi càng khỏe ra đã đến lúc tôi cũng được gieo trồng một cái gì xuống đất điều ấy làm cho tôi rất vui sướng càng vui sướng hơn nữa khi thấy những cây tôi gieo mọc lên cây ấy là công trình là sự nghiệp là kết quả sáng tạo của tôi tôi kiêu hãnh vì nó thế là tôi cũng được việc đấy chứ tôi cũng có ích đấy chứ tôi đã chứng thực điều ấy hơn nữa tôi cảm thấy như thế và tôi tự hào lạ là... đúng thế các bạn ạ à. cái cảm giác ấy làm cho mình quên hết bao nỗi khó nhọc cách sống mới này tuy có nhọc nhằn hơn trước tôi cũng chóng quen cảnh sống bây giờ khác hẳn với cái đời lang thang của người siếc rong ngày trước ngày trước tôi chạy nhảy tự do không phải làm lụng khó nhọc gì ngoài việc xăm xăm đi tới phía trước trên các nẻo đường dài bây giờ phải ở trong vườn giữa bốn bức tường phải làm việc vất vả từ sáng đến tối áo đẫm mồ hôi, hai tay xách hai thùng tưới nặng, chân dẫm trên các lối đi nhảy nhụa những bùn lầy. Nhưng mà xung quanh tôi, ai cũng làm việc vất vả như thế cả. Thùng tưới của ông bố nặng hơn thùng tôi, áo ông cũng ướt mồ hôi hơn áo chúng tôi. Gian khổ mà cùng chung chịu thì cũng thấy đỡ gian khổ đi nhiều, và lại ở đây, tôi được sống cái không khí gia đình êm ấm đã tưởng không bao giờ được hưởng. Tôi không còn lẻ loi, không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ nữa. Tôi có giường riêng của tôi, tôi có chỗ ngồi của tôi ở bàn ăn gia đình. Cũng có đôi khi trong lúc làm việc, Alexi hay Benjamin bớp tôi một cái. Tay chúng buông xuống thì tôi cũng quên ngay, không giận gì chúng, cũng như chúng nó, chúng nó không nhớ không thủ những cú đánh trả. Và buổi tối chung quanh nồi súp nóng, chúng tôi lại là bạn, là anh em. Nói cho đúng thì không phải lúc nào cũng chỉ có lao động vất vả. Chúng tôi cũng có những giờ phút nghỉ ngơi và giải trí ngắn thì quả là ngắn nhưng càng ngắn càng thú vị ngày chủ nhật xế trưa chúng tôi quây quần dưới sàn nho kế tiếp hiên nhà tôi đi lấy cây đàn treo trên đanh và đánh cho bốn chị em lai nhảy cả bốn người đều không học khiêu vũ nhưng alexi và benjamin đã dự một buổi dạ vũ sau lễ cưới ở khách sạn thiên trụ và như lõm bõm mấy bước chúng dựa trên chi nhớ mày mò dựng lại bài vũ nhảy chán thì chúng yêu cầu tôi hát những bài hát quen thuộc của tôi khi ấy, khúc hát miền Naples lại làm cho Lai like cảm xúc, trăm lần như một. Cửa sổ thấp, bà chủ lầu khắc nghiệt, không bao giờ tôi hát đến đoạn cuối cùng mà Lai like không ứ nước mắt. Thế là tôi diễn một hài kịch với con Capi để làm cho em khuây khỏa. Đối với con Capi cũng thế, những ngày chủ nhật ấy là những ngày hội. Những ngày ấy đưa nó trở về cái thời hoạt động năm xưa, cho nên khi đóng xong vai trò của nó một lần rồi thì nó chỉ trực đóng lại lần nữa. Đối với tôi, những ngày Chủ nhật ấy cũng là những ngày tưởng nhớ tới cụ Vitalis. Tôi đánh đàn tôi hát y như có cụ ở bên tôi. Ôi, cụ Vitalis kính yêu, tôi càng lớn lên càng kính mộ vong linh cụ, càng hiểu rõ công ơn của cụ đối với tôi. Hai năm tròn đã trôi qua như thế, bác Quyên thường dẫn tôi đi chợ, đi bến hàng hoa, nhà thờ Madeline, lầu chứa nước, hoặc đi lại các cửa hàng của những chị hàng hoa trong thành phố để mang cây cảnh đến cho họ. Dần dà tôi biết Paris. Tôi thấy rằng Paris không phải là thành phố vàng và cẩm thạch như tôi tưởng tượng khi chưa đến, nhưng nó cũng không phải là một thành phố bùn lầy như tôi đã vội hình dung ra khi đi vào từ phía Sarangtong, qua khu phố Mouffetard. Tôi trông thấy nhiều công trình kiến trúc. Tôi đã đi vào xem một số những lâu đài ấy, tôi đi chơi dọc bờ sông, trên các đại lộ, trong vườn Luxembourg và vườn của cung điện Tuileries ở quảng trường chamé Tôi được xem nhiều pho tượng thấy dòng người cuồn cuộn như thác chảy, tôi khôn xiết kính phục. Tôi bắt đầu có ý niệm về cuộc sống của một thủ đô lớn. Tôi học bằng mắt trong lúc có công việc cần phải đi hay trong những cuộc đi chơi phím. Nhưng việc giáo dục của tôi, may thay, không phải chỉ có thế. Trước khi tự mình làm cái vườn của mình, bác Erwin đã làm việc ở khu ươm cây vườn bách thảo. ở đấy bác được tiếp xúc với nhiều nhà khoa học, nhiều người nghiên cứu sự gần gũi ấy làm cho bác cũng hóa ra có chí ham đọc sách, ham học hỏi. Năm này qua năm khác, bác dành tiền để mua sách và dùng thì giờ rỗi rãi để đọc sách. Khi bác lập gia đình và sinh con đẻ cái, cái thời giờ rảnh rang trở nên hiếm lắm. Trước hết phải lo chạy bữa cho vợ con, bởi vậy bác không đọc sách nữa, nhưng không để mất cũng không bán đi. Bác cất lại trong một cái tủ, mùa đông đầu tiên của tôi trong gia đình ấy dài lắm mùa này công việc vườn tược trong vòng mấy tháng tuy không gác hẳn nhưng cũng thưa đi để dùng thì giờ những buổi tối ngồi quanh lò sưởi bác ơ rút những quyển sách ngày xưa ở trong tủ ra đem phân phát cho chúng tôi sách ấy phần lớn là sách về thực vật học về lịch sử cây cỏ cùng với dăm ba quyển du ký alexi và benjamin không nối trí ham học của bố tối nào cũng vậy giờ đọc đến trang thứ ba thứ tư là các cậu ngủ gà ngủ gật trên trang sách bò giờ phần tôi ít mê ngủ hơn và cũng ham hiểu biết hơn, tôi đọc mãi cho đến giờ cả nhà đi ngủ. Những bài vỡ lòng tôi học với cụ Vitalis thật đã không uổng phí, tôi tự ngủ như thế khi ngã lưng xuống giường và tôi nghĩ đến cụ với lòng chiều mến vô hạn. Thấy tôi ham học như thế, bác ơ Quyên tưởng nhớ lại thời bác bớt hai xu vào tiền bữa ăn trưa để mua sách. Bởi vậy, thêm vào số sách sẵn có trong tủ, thỉnh thoảng bác mua một vài quyền trên phố mang về cho tôi. Gặp dịp, hoặc thấy tên sách hay hay thì bác mua chứ bác cũng chả lựa chọn gì tuy vậy nó vẫn là sách và dù thuở ấy có nó làm cho đầu óc không phương hướng của tôi ngổn ngang bề bộn đi nữa thì sau này sự bề bộn cũng mất đi và những cái hay cái tốt trong sách thì còn lại và còn mãi tới nay đúng đọc sách là bao giờ cũng có lợi lai không biết đọc nhưng thấy tôi dành giờ nào là cạm cụi đọc sách giờ ấy em tò mò muốn biết cái gì trong sách làm cho tôi thích thú đến thế ban đầu em muốn thu mấy quyển sách ấy vì nó không để cho tôi chơi đùa với em nhưng thấy làm thế nào tôi cũng trở lại với sách em bảo tôi đọc cho em nghe rồi bày cho em đọc em bị câm nhưng được cái thông minh nhờ vậy tôi có thể dùng mắt thay thế cho tai để kiểm tra em và cũng đi đến kết quả tuy thế em vẫn thích tôi lên tiếng đọc to làm cho cả hai người cùng làm việc thế là thêm một sợi dây ràng buộc chúng tôi với nhau tư tưởng mài quay vào cuộc sống bên trong trí óc luôn luôn chờ làm việc, không vướng bận những cái phủ phiếm trong đời, những sự chuyện trò lăng nhăng nhảm nhí, Lai Hẳn đã tìm thấy một cách giải trí, một món ăn tinh thần. Chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu thời khắc như vậy, tôi thì đọc còn em thì ngồi trước mặt tôi nghe, mắt không rời tôi. Nhiều khi gặp những chữ, những đoạn tôi không hiểu thì tôi dừng lại nhìn em. Thế là cả hai chúng tôi cố sức tìm hiểu, một đôi khi mất khá nhiều thì giờ khi nào tìm mãi vẫn không hiểu ra thì em lấy tay ra hiệu bảo tôi đọc tiếp, và cố ý nói, sau này hắng hay, tôi cũng dạy cho em học vẽ nữa, hay nói cho đúng, làm cái việc mà tôi gọi là vẽ. Việc ấy mất nhiều thì giờ và khá gay gâu nhưng rồi cũng đạt kết quả. Đành rằng cái anh thầy này trả ra vẻ thầy gì, nhưng bù lại thì thầy và trò hiểu nhau sâu sắc, sự ăn ý giữa thầy và trò nhiều khi lại được việc gấp mấy tài năng thật vui biết bao nhiêu khi qua mấy nét quệt ra mọi người nhận được em muốn hình dung cái gì bác quyên ôm tôi vào lòng cười và nói này bác nhận cháu thế mà hóa ra khôn đấy thôi để sau này em lai like sẽ đền ơn cháu sau này có nghĩa là lúc lai like nói được bởi vì trong nhà không hề bỏ cái ý định chữa chạy cho em nói được duy thầy thuốc họ nói rằng hiện nay thì còn đành phải chịu và đợi đến lúc có xảy ra một sự biến động nào đó ở nơi con bệnh sau này cũng là cái ý mà bàn tay Lai dầu dầu bảo với tôi những lúc tôi hát cho em nghe. Lai muốn học đánh thụ cầm và mấy ngón tay em bắt trước tay tôi một cách mau chóng. Em lại muốn học hát nữa, nhưng dĩ nhiên là không được, vì thế em uất ức lắm. Đã bao lần thấy mắt em ứa lệ, tôi biết là em buồn khổ. Nhưng bản tính em thuần hậu, dịu dàng nên em không sầu não triền miên. Em gạt nước mắt mỉm cười nhẫn nại và đưa tay ra hiệu bảo, sau này được làm con nuôi bác Erwin, được con cái bác coi như anh em ruột, hẳn tôi đã ở đấy mãi mãi nếu không xảy ra một tai họa làm cho cuộc đời của tôi phải thay đổi một lần nữa. Lúc tôi đã chắc mầm là được bình yên hơn hết thì cũng là lúc mà tôi sắp bị ném trả trở lại cuộc đời phiêu lưu vô định bởi những biến cố ở ngoài ý chí tôi. Chương 21: Gia đình tan tác, tôi đã nói là bác Erwin rồng hoa yên chi, rồng thứ hoa ấy không khó lắm những người rồng hoa quanh Paris đều rồng hoa yên chi rất tốt, bằng chứng là mỗi năm cứ đến tháng 3 tháng 4, họ mang ra chợ những cây cảnh sum xuê phù đầy hoa từ gốc đến ngọn. Người rồng vườn chỉ cần nắm cho được kỹ thuật chọn cây hoa kép, vì khách hàng không mua hoa đơn. Hạt giống gieo xuống thường thường một nửa mọc cây hoa kép, một nửa mọc cây hoa đơn, cho nên nếu biết giữ lại giặt những cây sẽ trổ hoa kép thì có lợi lớn không thế thì đành phải phí công của trăm nom cho một số cây bằng nửa tổng số rồi đến khi cây bắt đầu trổ hoa thì phải vứt đi nghĩa là sau một năm trời chăm bón người ta phân biệt cây hoa kép và cây hoa đơn bằng cách quan sát mấy đặc tính trên lá và trên dáng cây ít người chủ vườn biết cách chọn lọc ấy hơn thế đó là một bí quyết lưu truyền riêng trong một số gia đình khi người làm vườn cần lọc cây hoa kép thì họ nhờ những bạn đồng nghiệp có năm bí quyết ấy giúp đỡ vì thế đến tiết lọc yên chi thì những bác này được chỗ này mời chỗ kia rước đến để hỏi ý kiến y như một bác sĩ hay một chuyên viên bác queen là một trong những người lọc yên chi sành nhất thành paris bởi vậy đến mùa lọc hoa bác đi cả ngày những ngày ấy là những ngày buồn của chúng tôi nhất là đối với chị etienne giữa bạn đồng nghiệp làm vườn không bao giờ người ta đi đến với nhau mà không cùng nhau đánh cạn một chai lít có khi cả hai ba chai nữa kia Thành thử khi ông bố đã đến nhà vài ba ông bạn thì y như là lúc về, mặt ông đỏ gay, tay run rẩy, giọng nói lè nhẹ. Đêm đêm, hễ ông bố chưa về thì chị Echinette chưa đi ngủ, dù có khuya đến mấy cũng thế. Lúc ấy, nếu tôi còn thức, hay tôi tỉnh giấc dậy vì tiếng khua động của ông, thì nằm trong buồng tôi nghe rõ tiếng hai cha con họ nói chuyện với nhau. Ông bố hỏi, sao con chưa đi ngủ đi con, con chờ xem bố có cần gì không, à ra ja, cô cảnh sát theo dõi tôi đấy con không thức đợi bố thì bố biết chuyện trò với ai con muốn coi thử bố đi đứng có thẳng người không chứ gì thế thì coi đây này bố cược với con rằng bố đi từ đây lại buồm lũ nhỏ mà không bước chạch ra ngoài hàng gạch lát kia cho mà xem tôi nghe có tiếng giày khập khiễng bước cao bước thấp vang lên ở phía nhà bếp và sau đó thì yên lặng rồi tiếng ông bố lại hỏi em lai có chơi không có em ngủ ngon bố chịu khó đừng làm ồn em nó giật mình, bố có làm ồn đầu, bố đi ngay ngắn thế mà. Bố phải đi bước đi ngay ngắn chứ, vì mấy đứa con gái bố chỉ trực buộc tội bố thôi mà. Khi thấy bố không về ăn cơm tối thì bé Lai bảo gì nào? Không bảo gì cả, em nó chỉ nhìn cái ghế bỏ trống của bố. a à, nó nhìn cái ghế của bố. Vâng, nhiều lần à, nó có nhìn ghế của bố nhiều lần không? Nhiều, rồi nó nói thế nào? Đôi mắt em nói rằng bố không về. Rồi thì em nó hỏi con vì sao bố không về và con nói với nó rằng bố ở chơi nhà mấy ông bạn, phải không? Không, em nó không hỏi gì con hết và con cũng không nói gì với em hết. Em nó biết rõ là bố ở đâu. Nó biết ư? Nó biết rằng bé đã vào buồn ngủ ngoan chứ. Không đâu, mãi nó mới ngủ, cách đây 15 phút thôi. Nó cứ muốn thức đợi bố, còn con, con muốn gì? Con muốn em nó đừng thấy cái lúc bố về, lại một giây yên lặng. Con có hiếu lắm, này nhé, mai bố đến Bắc Louisot, để rồi con xem. Bố hứa với con, con nghe chưa? Bố hứa từ nay bố sẽ về ăn tối với các con. Bố không muốn con phải chờ bố nữa, và bố cũng không muốn em lai like của con vật vã khi ngủ. Nhưng những lời nguyền lời hứa không phải lúc nào cũng có hiệu lực và ông ơ quyên lại cứ về muộn mỗi khi ông nhận uống một cốc vang, ở nhà thì ông chiều lai like nhất nhất, ra đi thì ông quên nó. Ông nói, con biết không? không tiện từ chối bẻ bạn người ta uống một cốc không lấy làm nhiều cho lắm đã uống cốc thứ nhất thì lại uống cốc thứ hai và lúc ấy bố đã kiên quyết không uống cốc thứ ba nhưng chén trong kéo chén ngoài đã uống thì càng thấy khát và lại rượu bốc lên đầu đã ngà ngà thì quên hết ưu phiền quên cả chủ nó mọi việc đều sáng sủa người ta thoát xác để đi chơi ở một thế giới khác thế giới mong muốn và thế là người ta lại uống nó thế đấy cũng phải nói rằng chuyện ấy không xảy ra thường xuyên và lại mùa lọc yên chi cũng ngắn thôi mùa qua rồi thì bác ơ không vắng nhà nữa vì không có chuyện gì phải đi ông không phải là người la cả quán rượu lười biếng tìm cách giết thời giờ mãn mùa yên chi thì chúng tôi chuẩn bị những loại hoa khác lệ của người làm vườn là không để một tấc đất trống thứ cây này vừa đánh lên bán thì cây khác phải thay ngay vào cái thuật của người trồng hoa bán chợ là ở chỗ mang hoa đến chợ đúng lúc cao giá nhất. Đó là lúc có những ngày lễ lớn trong năm, lễ Thánh Pierre, lễ Thánh Marie, lễ Thánh Louis. Những người đặt tên là Pierre, là Marie, là Louis hay Louise thì nhiều lắm, cho nên số bó hoa, chậu hoa bán trong những ngày lễ đó để cho người ta mang đi chúc mừng bạn bè thân thuộc cũng không kể xiết. Mọi người đều thấy hôm trước ngày lễ trên các đường phố Paris tràn ngập những hoa không những ở hàng hoa, ở chợ, mà còn ở vỉa hè, ở góc phố, ở bậc tam cấp các thêm nhà, ở nơi nào có thể bày bán được. Sau mùa yên chi thì chúng tôi lo hoa cho các ngày lễ tháng 7 và tháng 8, nhất là tháng 8, trong đó có lễ Thánh Mary và Thánh Louis. Chúng tôi sửa soạn hàng nghìn gốc cúc đại đoá, lục lạc, trúc đào, hễ lồng kính vườn nhà chứa được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Những gốc cây ấy phải ra hoa đúng hạn nếu sớm quá thì tàn trước khi bán, muộn quá thì không nở kịp ngày lễ. Vì thế mà nghề trồng hoa đòi hỏi người ta phải có tài, bởi vì ai làm chủ được thời tiết nắng mưa. Bác ở là bậc thầy trong nghề hoa, không bao giờ hoa của bác nở trước hay nở sau dịp lễ. Nhưng muốn được thế, phải tốn biết bao công sức và mồ hôi. Năm ấy, mùa hoa xem trường thuận lắm, bấy giờ là ngày mùng 5 tháng 8, các loại hoa của chúng tôi đều đã đến kỹ. Ở giữa trời, cúc đại đoá hé nụ để trực nở và dưới các mặt kính đã quét vôi rất đều để làm dịu bớt ánh sáng, lục lạc cũng bắt đầu trổ hoa. Nòm các cây ấy giống như những bụi rậm hay những hình tháp điểm đầy nụ từ trên xuống dưới, cảnh tượng trông đến đẹp mắt. Chốc chốc ông bố lại xoa tay đắc ý, ông nói với hai cậu con, mùa hoa này tốt ra phết. Và vừa mỉm cười ông vừa tính nhầm số tiền bán lứa hoa kia. Để đạt kết quả như vậy, chúng tôi đã phải vất vả bao nhiêu phải làm việc luôn tay, không nghỉ một giờ một khắc nào, kể cả ngày chủ nhật. Bây giờ thì mọi việc đều làm đến nơi đến chốn, đâu vào đấy cả rồi. Để thưởng công cho chúng tôi, bác Erwin quyết định ngày chủ nhật mùng 5 tháng 8 ấy thì cho cả nhà đi chơi và ăn tối ở nhà ông bạn của bác cũng làm vườn ở Aquin. Cả con capi cũng được giữ. Chúng tôi sẽ làm việc đến 3-4 giờ chiều, xong đâu đấy thì chúng tôi sẽ khoa trái cửa cổng lại và vui vẻ lên đường. Như thế khoảng 5-6 giờ chiều chúng tôi đến Akirin. Ăn cơm xong sẽ quay về ngay để khỏi phải đi ngủ quá khuya. Vì ngày thứ hai phải dậy sớm, phải tươi tỉnh bắt tay vào công việc. Vui này còn vui nào hơn, mọi việc tiến hành như đã định và đến 4 giờ kém vài phút thì ông bố khóa cửa lớn, phởn phơ nói, nào tất cả chúng ta, lên đường đi thôi, Capi tiến lên, tôi hô thế rồi dắt tay lai chạy lên, con Capi chạy theo nhảy nhót quanh chúng tôi vừa sủa oang oang đắc chí. Có lẽ nó tưởng rằng chúng tôi sẽ đi lang thang lâu dài, nó thích cái đó hơn là cứ ở nhà mãi. Ở nhà, nó chán, nó buồn, bởi vì tôi không thể săn sóc nó luôn, mà nó thì ưng được săn sóc hơn hết. Cả bọn chúng tôi đều ăn mặc như ngày hội, đều bảnh bao trong những bộ quần áo đi ăn cổ. Khách qua đường có kẻ ngoảnh đầu lại nhìn theo, tôi thì tôi không biết hình dáng mình như thế nào, chứ còn lai đội mũ rơm, mặc áo dài xanh, mang giày vải xám lai quả thật là cô bé đẹp nhất linh hoạt nhất trên đời này đôi mắt cái mũi phập phồng hai vai hai tay tất cả người em đều nói lên sự vui sướng thì giờ đi qua nhanh đến nỗi tôi không thấy nó trôi qua chỉ biết rằng cuối bữa tiệc một đứa trong bọn chúng tôi nhận thấy về phía tây trời ùn lên nhiều đám mây đen vì bàn ăn bầy giữa trời dưới tán lá một cây dứt chúng tôi nhận thấy ngay là có cơn rông sắp kéo tới bác ớc ừ khuyên bảo các con Nhanh lên để về khu Glacier, nghe thế, cả bọn chúng tôi buột miệng, phải về rồi ư, lại không nói được, nhưng ra hiệu chối từ và phản kháng. Ông bố nói, gió mà thổi mạnh lên nữa thì có thể làm đổ cửa kính mất. Về đi thôi, rõ ràng là không có cách gì khự nữ lôi thôi nữa. Chúng tôi đều biết rằng cửa kính là tất cả gia sản của người chủ vườn, nếu gió làm vỡ cửa kính thì sạt nghiệp. Bác Irwin nói, bố đi trước, Benjamin, con đi với bố và cả con nữa, Alexi. Bố con mình phải rào bước đi nhanh, Remy và Etienne thì đi sau với lai, rồi không nói thêm gì nữa, cha con họ ba chân bốn cẳng rào bước đi. còn chúng tôi thì đi theo sau, chậm hơn, vì chị Etienne và tôi phải bước thong thả để lai theo kịp. chuyện này đâu phải là chuyện đùa, bởi vậy chúng tôi không chạy nhảy tung tăng nữa. trời mỗi lúc một mờ mịt thêm, gió mỗi lúc một mạnh, cuốn bụi lên mù mịt báo hiệu cơn rông đương đến rất nhanh. Mỗi khi bị cuốn vào một đám bụi lốc ấy, chúng tôi phải dừng lại, quay lưng về phía gió, lấy hai bàn tay bịt mắt vì bụi làm mờ cả mắt, cũng phải nín thở nữa, nếu thở thì trong miệng thấy như có cả cát. Sấm rền từng hồi ở nơi xa và chuyển đến gần nhanh lắm, tiếng rền lẫn với những tiếng nổ inh tai. Chị Echienet và tôi nắm tay lai like kéo đi, nhưng em phải khó nhọc lắm mới theo kịp cho nên chúng tôi không đi nhanh được như ý muốn chúng tôi có kịp về đến nhà trước cơn mưa hay không? Nhất là ông bố và Benjamin, Alexi có về kịp hay không? Đối với họ vấn đề có về kịp hay không quan trọng hơn đối với chúng tôi nhiều. Đối với chúng tôi, về kịp thì chỉ là khỏi ướt. Đối với họ, về kịp là cứu lồng kính khỏi bị hủy hoại. Vấn đề là chỗ đóng các cửa kính lại để gió khỏi luồn vào phía dưới và lật đổ các lồng. Bấy giờ, sấm sét nổ liên hồi và mây kéo dày đến nỗi trông như trời đã tối. Thỉnh thoảng gió xé mây đi để lộ ra đây đó vài mảnh trời sâu thấm màu đồng đỏ giữa các đám mây đen. Rõ ràng là những đám mây ấy sắp vỡ toạc ra trong giây lát. Có một điều rất lạ, giữa tiếng sấm sét, chúng tôi nhận thấy có tiếng ầm ầm không rõ là tiếng gì đương xô về phía chúng tôi, nghe như tiếng vo ngựa của cả một trung đoàn kỵ binh chạy cơn rông. Nhưng đoán thế thì vô lý quá, kỵ binh kéo đến khu phố này làm gì chứ? thình lình mưa đổ xuống, thoạt đầu, vài hạt nhỏ đập vào mặt chúng tôi, rồi hầu như tiếp ngay theo đó là cả một trận rào rào như đá chay. Chúng tôi ù té núp vào dưới một cái cửa lớn, trận mưa đá rào rào này kinh khủng không thể tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát đường phố bị phủ trắng như giữa mùa đông. Đá to như trứng bổ câu, rơi xuống ảo ảo nghe choáng cả tai. Giữa tiếng ảo ảo ấy thỉnh thoảng chen những tiếng kinh vỡ loàng xoàng. Những hòn đá rơi trên mái nhà rồi mới tuột xuống thì mang theo đủ thứ linh tinh, nào là mảnh ngói, mảnh gạch, vôi vữa vụn, nào là mảnh đá lợp vỡ, nhất là đá lợp vỡ, làm thành từng đống đen xì trên mặt trắng của những hạt mưa đá. "Chị Echinette, têu, thôi rồi, còn gì lồng kính, tôi cũng nghĩ đến điều đó." Tôi nói, "Có lẽ bố đã về kịp, có về đến nhà trước khi mưa xuống thì cũng không đủ, thì giờ mang tranh ra đậy các lồng kính." "Phen này thì không còn gì nữa." người ta nói mưa đá chỉ rơi trong từng khoảng nhà ta gần đây quá chắc không thoát khỏi nếu ở vườn nhà mà cũng có mưa nặng như ở đây thì bố chúng ta sạt nghiệp mất ôi trời ơi bố chồng món tiền bán hoa biết chừng nào bố cần số tiền đó lắm tôi không biết rõ giá trị các thứ nhưng tôi có nghe nói rằng mỗi một trăm cửa kính phải mua mất nghìn rưỡi hay nghìn tám trăm răng vì vậy tôi hiểu ngay rằng nếu mưa đá làm vỡ hết năm hay 600 cửa kính của chúng tôi thì đó là một tai họa ghê gớm khó lòng cứu vãn, chưa kể những khung lồng và số cây hoa. Tôi muốn hỏi chị Etienne, -et, nhưng tiếng đá rơi ầm ầm in tai, nghe được nhau rất khó, và lại hình như chị Etienne -et cũng không còn bụng dạ nào để chuyện cho. Chị nhìn mưa rơi vẻ mặt dầu dầu thất vọng, như người cháy nhà đương trông thấy nhà cửa của mình bị thiêu ra cho cơn mưa rào khủng khiếp ấy đâu chỉ trong năm sáu phút thôi chứ không kéo dài nó dứt cũng đột ngột như nó đến mây bay về phía thành phố chúng tôi rời bỏ chỗ núp trên đường về những hạt đá còn cứng lăn xào xạo dưới chân như đá cuội ở bờ bề lớp đá dày quá đến nỗi chân đi ngập đến mắt cá lai mang giày vải nên không đi trên những hòn đá lạnh ngắt ấy được tôi phải cõng em gương mặt em lúc đi tươi vui là thế mà bây giờ thì trông ảo não nước mắt ứa đầy tròng một lát sau chúng tôi về đến nhà cổng vẫn để ngò chúng tôi chạy ngay vào vườn quang cảnh mới thảm hại làm sao cái gì cũng vỡ hết nát hết nào là cửa kính nào hoa nào mảnh thủy tinh nào hạt mưa đá tất cả làm thành một bãi những thứ hỗn hợp trông ngổn ngang không ra hình thù gì cả cái vườn buổi sớm nay phong phú đẹp đẽ là như thế mà bây giờ chỉ còn là những thứ đổ nát không biết gọi là gì còn bác erwin thì ở đâu nhỉ không thấy bác chúng tôi chạy đi tìm và đến bên cái cổng lớn không còn một miếng kính nào nguyên vẹn bác ngồi ủ rũ trên một chiếc ghế đầu giữa cảnh vườn đổ nát alexi và benjamin đứng bên cạnh lặng yên nghe tiếng kính vụn kêu rào rào dưới gót giày biết là chúng tôi đến bác ngẩng đầu lên bác kêu chào ôi các con ôi chào ôi các con đáng thương của ta ơi rồi bác ôm em lai like mà khóc suốt mướt không nói gì nữa Nói gì bây giờ, rõ ràng đây là một tai họa, nhưng tai họa trước mắt dù thế nào cũng chưa khủng khiếp bằng hậu quả của nó. Chị Etienne và các cậu em nói ngay cho tôi biết rõ vì sao ông bố tuyệt vọng đến thế. Ông đã mua khu vườn và dựng ngôi nhà này 10 năm về trước. Chủ vườn đã cho ông vay vốn để mua công cụ trồng hoa. Tiền mua vườn cũng như tiền vay phải trả góp trong 15 năm. Cho tới lúc này, nhờ làm nhiều mà ăn tiêu dè xẻn, năm nào ông cũng trả đủ và đúng kỳ hạn. Điều đó hết sức cần, là vì chủ nợ chỉ chờ một cơ hội, nghĩa là chờ ông chậm trả để lấy luôn vườn, nhà, công cụ, và tất nhiên vẫn giữ số tiền trả 10 năm qua. Chắc hẳn đó là thủ đoạn làm tiền của hắn, hắn tính rằng trong 15 năm đằng đẵng, ắt cũng có một năm nào đó bác ơ không thanh toán nổi, nên hắn mới bỏ vốn ra như thế. Trong sự mua bán này, tên chủ nợ nắm chắc đằng chui còn người khách nợ bị đe dọa luôn luôn cái ngày mà tên chủ nợ ao ước đã đến với trận mưa đá sự việc rồi sẽ ra như thế nào đây chúng tôi không phải mất thì giờ băn khoăn cho lắm sau cái ngày kỳ hạn trả nợ một hôm thì một ông vận đồ đen đến nhà chúng tôi tôi trông ông không ra vẻ người thanh nhã lắm ông đem ra một tờ giấy có dán tem viết mấy chữ trên dòng còn để trống rồi đưa ra cho chúng tôi đó là một viên mõ tòa tối hôm đó mà đi ông ấy cứ đến mãi Đến nỗi biết hết cả tên chúng tôi. Mỗi lần đến, ông ta nói, chào chú Remy, chào chú Alexi. Mạnh khỏe chứ cô Etienne. Rồi ông ta đưa tờ giấy có dấu và mỉm cười như đối với người bạn. Thôi chào các cô chú, mời ông, xéo đi. Bác Queen không hay ở nhà nữa. Bác đi phố luôn, đi đâu, tôi không biết. Vì khác với trước kia bác thường cười mở, bây giờ bác chẳng nói nửa lời. Có lẽ bác đi tìm những người thừa biện hay là ra tòa án. Nghĩ đến ra tòa mà tôi phát sợ, cụ Vitalis cũng đã từng ra tòa và tôi đã được biết hậu quả thế nào rồi. Đối với bác Erwin thì kết quả phải chờ lâu hơn nhiều. Một phần mùa đông đã trôi qua trong tình cảnh ấy, tất nhiên là chúng tôi không chữa lồng, chữa khung, lắp mặt kính mới được, vì thế chúng tôi trồng rau củ và những thứ hoa không cần che đậy. Những thứ hoa ấy bán trả được mấy đồng, nhưng làm thế cũng còn hơn mùi không? Và lại có công việc động tay động chân là tốt rồi. Một tối nọ, bác Erwin về nhà, trông vẻ người lại càng buồn nản hơn những hôm trước. Bác nói, các con, thế là hết, tôi toàn bước ra ngoài, vì tôi biết sắp có việc nghiêm trọng mà ông bố đã gọi con mà nói, thì có lẽ tôi không nên nghe. Nhưng ông đã đưa tay giữ tôi lại, cháu không phải là người nhà à. Kể ra thì cháu còn bé quá chưa đáng nghe việc này, nhưng cháu đã nếm đủ mùi cay đắng, chắc cháu đã hiểu các con ạ à, bố sắp xa các con đây cả bọn chúng tôi đều bột miệng kêu lên một tiếng đau đớn lai nhảy vào lòng bố vừa hôn ông vừa khóc trao ôi các con hẳn biết rằng không phải tự ý bố muốn rời bỏ những đứa con ngoan như các con đây rời bỏ đứa con cưng như lai của bố ông nói đến đó thì ôm chặt lai vào lòng tòa xử bố phải trả nợ nhưng vì bố không có tiền nên người ta sắp phát mại tất thế cũng chưa đủ nên người ta sẽ bỏ tù bố Bố phải ngồi tù 5 năm, không có tiền để trả nợ thì phải đem thân bố, đem sự tự do của bố mà trả. Chúng tôi khóc ầm lên. Ừ, cái việc ấy đáng buồn thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Đó là luật pháp. 5 năm, trong 5 năm ấy thì các con sẽ ra sao? Ấy, đó là điều đáng lo nhất. Yên lặng, sau đó ông nói tiếp, các con chắc cũng đoán biết rằng bố hằng nghĩ đến điều đó. Bởi vậy đây là điều bố định làm để cho các con khỏi bị bơ vơ thất thiểu sau khi bố bị bắt. Nghe thế tôi thấy lóe lên một chút hy vọng. Remy sẽ viết thư cho cô của các con, cô Catherine Surion ở Droisy, quận Nievere. Nó sẽ trình bày tình cảnh chúng ta và yêu cầu cô đến. Cô Catherine của các con đầu óc tỉnh táo lắm và cô thạo việc. Bố và cô ấy sẽ bàn cách giải quyết ổn nhất cho các con. Tôi viết thư lần này là lần đầu. Lần đầu tiên viết thư mà phải viết những chuyện buồn như thế này thì khổ tâm thật. Mặc dù ông bố nói mập mờ, chúng tôi cũng thấy có hy vọng. Trong tình cảnh chúng tôi mà còn có hy vọng thì cũng đã là nhiều lắm. Hy vọng gì? Chúng tôi chả biết, nhưng chúng tôi có hy vọng. Cô Catherine sắp đến, cô Catherine tính toán công việc giỏi, thế là đủ để hy vọng. Có cần gì hơn đối với những đứa trẻ dại dột, rốt nát như chúng tôi? Đối với những người tháo vát như cô Catherine thì ở đời này có gì là khó. Tuy vậy, cô Catherine không đến sớm như chúng tôi tưởng, và bọn lính tòa án thương mại, nghĩa là bọn đi bắt con nợ, đã đến trước cô. Hôm đó, bác Irwin định đến nhà một ông bạn. Tôi theo bác, vừa ra đường thì gặp ngay bọn lính tòa, chúng vây quanh chúng tôi tức khắc. Bác Irwin không có ý định chạy trốn, bác tái mặt đi, y như sắp chết, giọng yếu ớt. Bác yêu cầu bọn lính để cho bác hôn con. Một tên lính nói đừng có sầu thảm qua đi như thế ông bạn ạ à, ở tù nợ thì cũng chẳng đến nỗi khổ tâm lắm đâu ở đấy có những người tốt đấy chúng tôi quay lại có bọn lính đi kèm tôi ra gọi hai anh con trai của bác ơ quyên lúc ấy đang ở ngoài vườn khi ba chúng tôi vào nhà thì thấy ông bố đã ôm lai like trong lòng và em khóc suốt mướt bấy giờ một người lính ghé miệng vào tay ông nói cái gì tôi không nghe rõ chỉ thấy ông bố đáp vâng ông nói đúng đành phải thế đột nhiên ông đứng lên và nhấc em lai để xuống lai bám chặt lấy ông không chịu buông tay ông ông hôn etienne alexi và benjamin tôi đứng trong một góc phòng mắt ngòa lệ ông gọi tôi còn cháu remy sao cháu không lại hôn bác cháu không là con bác à cả mấy đứa chúng tôi đều như mất hồn giọng cứng rắn bác erwin nói cứ ở yên đấy lệnh của ông bố là như thế đấy thế rồi bác gỡ bàn tay lai đặt vào tay chị Etienne và bước nhanh ra cửa tôi định đi theo bác nên bước lại phía cửa nhưng chị Etienne khoát tay bảo tôi dừng lại theo bác để đi đâu và rồi để làm gì chúng tôi đứng ngẩn người giữa nhà bếp cả mấy đứa đều khóc không đứa nào nói lên một lời nói lời gì nữa chứ chúng tôi đều biết sớm muộn ông ơ cũng bị bắt nhưng chúng tôi tưởng lúc đó thì đã có cô catherine cô catherine là sự trở che sự đùm bọc nhưng cô không đến, ông Erwin đi độ một tiếng đồng hồ, cô mới đến. Cô tìm thấy chúng tôi tụm hết dưới nhà bếp, không nói không rằng, cái người bấy lâu nay nâng đỡ chúng tôi giờ đây cũng tê liệt rồi. Chị Echinette cứng cỏi, kiên cường là thế mà giờ phút này cũng trở nên yếu đuối như chúng tôi. Chị không cổ vũ chúng tôi nữa, yếu mềm không phương hướng, chìm đắm trong đau thương, chị chỉ gắng gượng để vỗ về em lai thôi. Người hoa tiêu đã ngã xuống biển con tàu không người lái, không hải đăng chỉ đường, không có gì để đưa vào bến. Mà biết có bến không, chúng tôi là một lũ bé con lạc lối giữa biển đời bát ngát, lênh đênh theo chiều gió, không biết hành động thế nào, không có một ý định gì, chí hoang mang, lòng tuyệt vọng. Cô Catherine quả là một người đàn bà cư, một người đầy sáng kiến và nghị lực. Cô đã từng làm vũ sữa ở Paris năm lần, cô biết các khó khăn trong cuộc sống, và cô cũng biết chống đỡ như cô nói được cô chỉ huy, được làm theo lệnh cô, chúng tôi có phần nào yên giả. Chúng tôi đã có người dìu dắt, đầu gối hết khuyêu. Đối với một phụ nữ nông dân nghèo vô học thì đây là một trách nhiệm nặng nề có thể làm sờn gan những người quả cảm nhất. Một tốp trẻ mồ côi đứa đầu chưa tới 17, đứa út thì câm. Xếp đặt chúng nó thế nào đây? Làm sao nuôi chúng nổi khi chính mình cũng phải vất vả bao nhiêu mới kiếm đủ cây sống hàng ngày? Cô đã từng nuôi con cho một viên quản khế cô đến hỏi ý kiến ông ta và bàn bạc cùng ông ta để định đoạt về chúng tôi. Sau đó, cô đến bàn với bác Erwin ở nhà Lao. Đến Paris 8 hôm mà cô không hề nói với chúng tôi ý định và hoạt động của cô. Đến hôm thứ 9, cô cho chúng tôi biết những điều đã quyết định. Vì chúng tôi còn bé quá không thể tự làm ăn một mình nên mỗi đứa phải đi về ở với những cô, bác nào sẵn lòng cáng đáng. Lai sẽ về ở với cô Catherine ở miền Morven. Alexi về nơi ông chú làm thợ mỏ ở Vasis trong vùng núi Severnis Benjamin thì về với một ông chú làm vườn ở Saint Quentin chị Etienne đến ở với bà cô có chồng ở vùng biển tỉnh Sarang làng Esnan tôi chăm chú nghe nói về những sự xếp đặt ấy đợi đến lượt mình nhưng vì cô catherine không nói nữa tôi bước tới hỏi còn cháu thì thế nào thưa cô cháu à, cháu có phải là người trong gia đình đâu cháu sẽ đi làm cho cô cháu không phải là con cái trong nhà, cô thử hỏi Alexi, hỏi Benjamin xem cháu làm việc có hăng không? Và ăn cũng hăng đúng không? Đúng, đúng, tất cả các anh chị Lai đồng thanh nói, Remy là anh em trong nhà. Lai bước tới trước mặt cô Catherine, chắp tay lại, cái chắp tay ấy hùng hồn hơn bao nhiêu lời van xin kể lề. Cháu bé tội nghiệp của cô ơi, cô Catherine nói, cô hiểu ý cháu lắm, cháu muốn anh ấy đi với cháu. Nhưng cháu biết không, ở đời đâu có dễ muốn thế nào thì làm được thế ấy. Cháu là cháu ruột của cô, khi về nhà nếu chú ấy có nói tiếng gì không phải, hoặc có xa mày xa mặt lúc ngồi vào bàn ăn thì cô nói, nó là ruột già của tôi, nếu vợ chồng mình không thương thì ai thương, đó, chỉ nói một câu ấy là đủ. Và cái chuyện đó giữa vợ chồng nhà cô thì ở ông chú tại Xanh Căng Tanh, ông chú tại Vasis hay bà cô tại Esnan cũng y hệt. Người ta nhận con cháu, Người ta không nhận người dưng Nội gia đình nhà người ta thôi Cái ăn cũng đã khó khăn lắm rồi có đâu để cho mọi người Tôi cảm thấy rằng không có cách gì Không nói thêm được gì nữa Cái việc cô ấy nói đúng quá Tôi không phải ruột thịt trong nhà Tôi không có quyền đòi hỏi gì Vật này nữa chẳng hóa ra ăn xin ư Tuy nhiên, dù có là ruột thịt chăng nữa Dễ tôi có thể thương yêu họ hơn thế này hay sao Alexi, Benjamin dễ không là anh em ruột của tôi ư còn etienne và lai chưa phải là chị và em ruột tôi sao tôi chưa yêu họ đúng mức chăng hay là lai chưa yêu quý tôi ngang với benjamin và alexi hễ đã quyết định cái gì thì cô catherine thi hành ngay không để trì hoãn cô báo cho chúng tôi biết là ngay ngày hôm sau chúng tôi phải chia tay nhau thế rồi cô bảo chúng tôi đi ngủ vừa về tới phòng riêng của chúng tôi thì mọi người xuống xít quanh tôi còn lai bá cổ tôi mà khóc tôi hiểu rằng tuy họ buồn sắp phải xa nhau nhưng họ nghĩ đến tôi hơn hết, họ ái ngại vì tôi. điều đó làm cho tôi cảm thấy rằng họ coi tôi là anh em trong gia đình. Bấy giờ trong đầu óc rối ren của tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. nói cho đúng hay dở gì thì cũng đều nên nói ra vì sáng kiến ấy xuất phát từ con tim rồi mới dâng lên khôi óc. tôi nói này các anh chị ơi, tôi biết rõ rồi, tôi biết rằng mặc dù các cô chú không bằng lòng nhận tôi, các anh chị vẫn coi tôi như ruột thịt. đúng rồi. Cả ba đều nói một lượt, Remy mãi mãi là anh em của chúng tôi. Lai không nói được thì siết chặt tay tôi tỏ ý đồng tình và nhìn tôi bằng đôi mắt vời vợi làm cho tôi cảm động tràn nước mắt. Thế thì vâng, tôi sẽ làm em của các anh các chị, và tôi sẽ chứng tỏ điều đó. Cậu định xin làm ở đâu? Benjamin hỏi, ở đằng ông Pernewitz có một chân khuyết, chị Echinette nói, em có muốn, sáng mai chị đến xin chỗ ấy cho em không? Em không muốn làm mướn, có chỗ làm thì phải ở lại paris không gặp mấy anh chị và em lai like nữa em định lấy chiếc thụ cầm xuống khoác lại tầm áo da cừu đi từ xanh căng đến vassis rồi từ vassis đến esnan và từ esnan đi droyzie thế là em sẽ được gặp lại tất cả các anh chị lần lượt hết người này đến người khác và qua em anh chị cũng như là sum họp với nhau em vẫn chưa quên những bài hát những điệu nhảy thế là em sinh sống được rồi nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của mọi người, tôi biết rằng sáng kiến của tôi thể hiện cả mơ ước của họ nữa. và trong cảnh buồn rầu, tôi vẫn cảm thấy phấn khởi. chúng tôi nói chuyện với nhau mãi về dự định ấy, chuyện chia phôi, sum họp, về dĩ vãng, về tương lai. rồi chị Echinette buộc mọi người đi ngủ, nhưng đêm ấy không ai ngủ yên cả, ai cũng thao thức, tôi lại càng thao thức hơn. ngày hôm sau, vừa tang tảng sáng, Lai đã rủ tôi ra vườn tôi biết em muốn nói gì em muốn nói chuyện với anh à lai gật đầu em buồn vì chúng ta phải xa nhau chứ gì điều ấy lai không cần nói anh đã đọc thấy mắt em và cũng nghe thấy trong tim anh em ra hiệu bảo rằng không phải em muốn nói điều ấy chỉ nửa tháng nữa sẽ có anh ở droidy lai lắc đầu lai không muốn anh về droidy à thường thường tôi mỏ ý em bằng câu hỏi và em trả lời bằng cách ra hiệu đúng thì ra hiệu bảo đúng sai thì bảo sai lai ra hiệu rằng em thích tôi đến royzie nhưng lại chỉ tay về ba hướng khác nhau em cho tôi biết rằng tôi phải đến ba anh chị của em trước em muốn anh đi vassis esnan và xanh căng tanh trước em cười sung sướng vì tôi đã hiểu được ý em tại sao vậy anh anh muốn đi thăm em trước tức thời em dùng tay dùng môi nhất là dùng đôi mắt hùng biện em đã làm cho tôi hiểu lý do tại sao em lại yêu cầu như thế Tôi xin thuật lại lời giải thích của em như thế này để em được biết tin tức của chị H&S, anh Alexi, và anh Benjamin, thì anh hãy đi thăm các anh chị ấy trước. Sau đó anh sẽ đến Broisy để thuật lại cho em nghe những điều anh trông thấy và những điều các anh chị ấy nói với anh. Ôi, là yêu quý, cô Catherine định 8 giờ sáng thì chị em H&S lên đường. Cô đã thuê một cỗ xe ngựa lớn để đưa họ cùng đi chào ông bố một lượt ở nhà lao. Sau đó xe sẽ đưa từng người một cùng hành lý đến nhà ga nào cần phải đến để lên tàu về nơi dự định. Lúc 7 giờ sáng, chị Etienne cũng gọi tôi ra vườn. Chị nói, chị em ta sắp phải xa nhau. Chị muốn tặng em một vật kỷ niệm. Em hãy giữ cái hộp khâu này trong ấy có kim. Chị và một cái kéo của chị do người cha đỡ đầu của chị cho. Dọc đường. Em cần các thứ đó bởi vì em có toạc một miếng quần hay đứt một cây cúc thì cũng không có chị ở đó để vá lại, đính lại cho em đâu em dùng kéo của chị, em sẽ nhớ đến mấy chị em nhà này. Trong khi chị Etienne nói chuyện với tôi thì Alexi lảng vảng quanh đấy. Chị ấy vào nhà rồi, tôi còn dừng lại ngoài vườn chưa hết cảm động thì Alexi đã đến bên tôi. Nói, mình có hai đồng năm phở răng, nếu cậu vui lòng nhận lấy một thì mình thú lắm. Trong năm đứa chúng tôi, chỉ có Alexi là chú ý tới tiền bạc. Chúng tôi luôn chế nhạo anh ấy về tật kỳ cóc anh chắc chiêu từng xu và coi việc giành dụng được những đồng hào mới tinh là một hạnh phúc. Anh cứ mang theo những đồng hào mới của anh ra đếm đi đếm lại trong bàn tay để cho nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, để nghe những tiếng leng keng một cách lý thú. Đề nghị của Alexi làm cho tôi xúc động lạ thường. Tôi muốn từ chối nhưng anh năn nỉ mãi và dúi vào tay tôi một đồng năm phờ răng sáng loáng. Qua cử chỉ ấy, tôi biết rằng cảm tình của Alexi đối với tôi rất sâu sắc, bởi vì nó đã thắng sự thiết tha của anh đối với cái kho của nho nhỏ kia. Benjamin cũng không quên tôi, anh ấy cũng muốn cho tôi một món quà. Anh cho tôi con dao của anh nhưng bắt tôi phải trả một xu để cho có vẻ mua bán, bởi vì bạn bè không tặng dao cho nhau, sợ dao cắt đứt tình bạn. Thời gian đi nhanh quá, chỉ còn 15 phút nữa thôi, rồi thì 5 phút, chỉ còn 5 phút nữa là chúng tôi chia tay nhau rồi ra lai còn có nhớ đến tôi không? Lúc nghe thấy tiếng xe ngựa ầm ầm chạy tôi thì Lai ở trong buồng cô Catherine chạy ra và ra hiệu cho tôi theo em ra vườn. Lai, cô Catherine gọi, Lai không đáp, em cứ việc đi nhưng bước nhanh hơn, trong vườn những người trồng hoa, trồng rau củ, cái gì cũng không bằng cái ích lợi thực tế, người ta không chừa chỗ cho cây cảnh đâu. Tuy vậy trong vườn chúng tôi có một cây hồng Bengal không bị nhổ đi vì mọc ở một xó lai xăm xăm đi tới cây hồng cắt lấy một cành rồi quay lại tôi em cắt cành ấy làm hai nhánh mỗi bên có một nụ hoa hàm tiếu và đưa cho tôi một ôi cái thứ ngôn ngữ của miệng lưỡi có nghĩa lý gì đâu bên cạnh cái ngôn ngữ của khóe mắt ôi những lời những tiếng so với cái trông cái nhìn bây giờ tôi mới thấy nó nhạt nhẽo trống rỗng làm sao bà cô gọi lai ơi lai hành lý đã đưa lên xe cả rồi tôi với lấy cây đàn và gọi con capi con Capi mừng rỡ nhảy cưỡn lên khi thấy cây đàn và bộ đồ nghệ sĩ du phương của tôi ngày xưa. Bộ đồ ấy đối với nó quen thuộc lắm. Có lẽ nó hiểu rằng nó với tôi sẽ lên đường đi lang thang trở lại và như thế là nó được chạy nhảy tự do. Cái ấy thích hơn là ở lì trong bốn bức tường. Giờ phút chia tay đã đến. Cô Catherine không để cho nó kéo dài. Cô bảo chị Etienne lên xe rồi Alexi, Benjamin. Đến lượt like, cô bảo tôi đỡ em lên đuổi cô. Rồi vì tôi đứng ngẩn người cô ấy nhẹ tôi và đóng cửa xe tôi thét các anh chị hãy hôn bác hộ cho tôi với vì nói đến đó tôi ấm ức nghẹn lời cô catherine bảo ta đi đi thôi và cỗ xe chạy đi cửa kính hạ thấp qua màn nước mắt tôi nhìn thấy lai thò đầu ra ngoài vừa đưa tay gửi cho tôi một cái hôn thế rồi cỗ xe nhanh chóng rẽ vào con đường ngoặt và tôi chỉ còn thấy một đám bụi tung trời thế là hết tựa vào cây đàn con chó capi ở bên chân Tôi thẫn thờ nhìn làn bụi từ từ rơi xuống đường, một người hàng xóm đến nhận chìa khóa, đóng cửa nhà lại và giữ chìa khóa hộ chủ nhà. Người ấy kéo tôi ra khỏi tình trạng thẫn thờ, đưa tôi về với thực tại. Ông ta hỏi, "Chú bé định đứng đây mãi à?" "Không, tôi đi đây." "Đi đâu?" Cứ đi tới phía trước, đến đâu hay đó, chắc ông ta cũng thấy thương hại, ông chìa tay ra cho tôi, "Nếu chú muốn ở lại đây thì tôi sẽ nuôi chú, nhưng không tiền công bởi vì chú hãy còn chưa đủ sức." sau này thì khác, tôi từ chối, ông nói, tùy thích chú, tôi nói đó là vì muốn giúp ích cho chú thôi, thôi chú lên đường mạnh khỏe, rồi ông ta đi mất, xe đi rồi, nhà cũng đóng cửa, tôi choàng cái dây đeo đàn qua vai, cử chỉ ấy, ngày xưa con Capi trông đã quen mắt lắm nên bây giờ nó chú ý, nó đứng lên đưa cặp mắt sáng ngời nhìn tôi. Ta đi đi thôi, Capi, Capi đã hiểu, nó vừa nhảy lên, vừa sủa oang oang trước mặt tôi. Tôi quay mặt đi để khỏi nhìn cái nhà tôi đã ở hai năm và tưởng là sẽ ở mãi. Tôi trông thẳng về phía trước, mặt trời đã lên cao, trời rất trong, thời tiết nắng ấm. Cảnh này khác xa cái đêm giá bút mà tôi ngã xuống kiệt sức và đói lạ ở chính chân tường kia. Hóa ra hai năm qua chỉ là một chặng thời gian đỗ tạm. Bây giờ lại đến lúc lên đường, nhưng thời gian đỗ tạm này đã có ích cho tôi, nhờ nó tôi đã khỏe lên, và có cái đáng quý hơn sự rắn chắc của chân tay nữa đó là cái tình yêu thương tôi cảm thấy ở trong lòng tôi không lẻ loi ở trên đời nữa đời tôi đã có mục đích giúp ích những người yêu thương mình và được mình yêu thương và làm vui lòng họ một cuộc đời mới mẻ đang mở ra trước mắt tôi tôi hồi tưởng hình ảnh cụ vitalis và tôi tự nhủ nào hãy tiến lên